Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 13. Cái đó nam tử cười một tiếng, lại tới một cái vết thương chồng chất long hồn trước mặt chiến sĩ. Lần này, không phải người khác, mà là cá. Ta ngược lại là phải xem có phải hay không nơi âm u long hồn chiến sĩ cũng như thế thiết cốt tranh. Ha ha ha. Nam tử một cước dậm ở cá ngón tay trên. Năm ngón tay liên tâm, cường đại đau đớn ngay tức thì để cho cá tỉnh hồn lại. Hắn nhìn một cái trước mặt nam tử, muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình bị trói buộc. Hắn liều mạng vùng vẫy, muốn phá vỡ trói buộc, trên tay đều đã xiết ra máu vết, vẫn không có dừng lại. Mặt nạ nam tử cười một tiếng, chúng pháp thuật, vẫn còn có mạnh như vậy sức phản kháng, xem ra ngươi hẳn là trong đám người này mạnh nhất. Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần nói một câu làm nhục Hoa Hạ lời nói, ta liền cân nhắc tha ngươi. Cá con ngươi đông lại một cái, nổi giận mắng, cút. Sau đó, hắn thân thể một chuyển, trói buộc hai chân trực tiếp hướng nam tử đi. Nam tử cười lạnh một tiếng, tay xí võ sĩ đao cua múa. Một giây kế tiếp, một cái vết máu xuất hiện. Cá trên bắp đùi nứt ra một vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Bành! Nam tử không chút nào dừng lại hành hạ dự định, một cước nặng nề đá vào cá trên ngực, lại là một đao rơi xuống. Mấy đao sau đó, cá toàn thân đều là vết thương. Cả người lại là yếu ớt đến trình độ cao nhất. Bên trong xe nhìn Livestream Diệp Thần thật không nhịn được. Hắn hướng về phía máy thu hình nổi giận gầm lên một tiếng, ta bỏ mặc ngươi là ai nếu như lại dám đả thương long hồn người một chút, ta Diệp Thần thề, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó để cho ngươi sống không bằng chết. Ta còn sẽ đích thân giết tới võ hoàng xã, ngươi bây giờ là làm sao đối đãi long hồn người, ta liền ngàn lần gấp vạn lần vẫn còn cho Kitano. Nghe được câu này, mặt nạ nam tử dừng lại tay xí võ sĩ đao. Hắn hướng ống kính đi tới. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh. Ta thưởng thức người cuồng ngông. Người căn bản không biết võ hoàng xã có kinh khủng dường nào. Nếu ngươi muốn tìm ta, ta cũng không là bất cận nhân tình, vậy thì cho ngươi một cái cơ hội. Đột nhiên, hắn hướng cá đi tới, tay xí võ sĩ đao ở cá trên cổ nhẹ nhàng lau một cái. Một tia máu tươi rỉ ra. Sau đó, nam tử nhấn một cái nút. Nóc nhà một sợi dây bỗng nhiên co rút lại. Cả người bị treo lên. Mấu chốt vẫn là dựng ngược. Như vậy thứ nhất, trên cổ kia máu tươi không ngừng theo mặt hắn gò má nhỏ xuống. Tí tách, tí tách. Như tử thần bước chân vậy. Nam tử trở lại ống kính trước, nhìn một chút tay biểu, mở miệng nói, Diệp Thần, người không phải muốn tìm ta sao không ngại chơi với nhau cái trò chơi. Bên trong cơ thể huyết dịch ước chừng ở 3, 8 đến 5, 6 thăng bây giờ. Mất đi 15% lượng máu sẽ để cho hắn cảm giác khó chịu, hắn mạch đập sẽ tăng tốc độ nhảy lên, hắn có thể sẽ cảm thấy choáng váng lạnh run. Mất đi 40% lượng máu, đem ảnh hưởng hắn huyết dịch lưu hồi buồng tim, hắn sẽ cảm giác được vô cùng thống khổ, trơ mắt nhìn mình máu tuyệt mất. Loại này tuyệt vọng, người bất kỳ cũng biết sợ hãi, long hồn chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Ta nhìn một chút thời gian, người còn có hai cái nghiêng. Nếu như cái này hai cái nghiêng bên trong, ngươi không tìm được hắn, ta sẽ đem hắn thi thể bỏ lại khỉ nuôi cá mập. Tính giờ bắt đầu, trò chơi vui vẻ. Lời nói rơi xuống, màn ảnh hoàn toàn tối. SUV bên trong, lâm vào tĩnh mịch. Lôi Thụ Vĩ căn bản không nghĩ tới đám người này lại ngông cuồng như vậy, quyền đập vào notebook trên. Màn ảnh vỡ vụn, toát ra từng cơn sao hỏa. Sau đó... Lôi Thụ Vĩ cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, số liệu bộ phân tích như thế nào? Chắc chắn vị trí sao? Vô liêm sỉ, ta con mẹ nó lại cho các người 3 phút, nếu như 3 phút còn không cho ta câu trả lời, toàn bộ đều đôi. Nói xong, Lôi Thụ Vĩ nhìn một cái Diệp Thần, hắn lại phát hiện Diệp Thần nhắm mắt. Một cổ vô hình sát ý ngưng tụ ra. Hắn thậm chí cảm giác mình thấy được một bộ huyết long hư ảnh ở Diệp Thần quanh thân bàn lượn quanh, rất là kinh người. Hắn dụi mắt một cái, nhưng phát hiện vậy huyết long hư ảnh biến mất. Ngay vào lúc này, Diệp Thần mở mắt ra. Cái này một đôi dạng gì ánh mắt? Đỏ thấm như máu. Lạnh như băng tận xương. Hàn tới linh hồn chỗ sâu. Phảng phất là từ địa ngục bò ra ác ma. Diệp tiên sinh. Lôi Thụ Vĩ cũng cảm giác mình bị tử thần theo dõi,
loại này lạnh như băng cảm giác sống không bằng chết. Diệp Thần lên tiếng, ngươi tự mình giúp ta trông nom biệt thự, không cho phép người bất kỳ bước vào. Vậy Diệp tiên sinh ngươi đâu? Lôi Thụ Vĩ theo bản năng nói. Ta, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta muốn cho đám người này cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Nghe được câu này, Lôi Thụ Vĩ mặt liền biến sắc, Diệp tiên sinh, nhưng là số liệu bộ bên kia còn không có ra kết quả. Không cần bọn họ kết quả, Diệp Thần nói xong lập tức xuống xe. Diệp tiên sinh, vậy ta bên này phái Long Hồn người tới trợ giúp. Không cần người bất kỳ, ta một người đủ. Thời khắc này Diệp Thần đổi được lạnh lùng đến mức tận cùng. Vậy Diệp tiên sinh, còn cần ta bên này làm gì sao? Diệp Thần nhìn về phía một phương hướng, thực cốt thanh âm vang lên, nhanh nhất tốc độ, đưa ta đi Hoa Hạ Đông Hải hậu. Diệp tiên sinh. Lôi Thụ Vĩ mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là hắn dương không điều kiện tin tưởng Diệp Thần. Hoa Hạ Đông Hải hậu. Một chiếc tự động hàng hình trái tim thuyền hạm trên. Một vị chàng trai ngồi xếp bằng, hắn bên người đứng trước một thanh trường kiếm. Chàng trai chính là Diệp Thần. Diệp Thần trước mặt vẽ một bản quỷ dị phù văn. Trên phù văn, để một viên đạn. Đây là đã từng ở trong một lần nhiệm vụ, thiếu chút nữa chui vào cá tim viên đạn. Diệp Thần bây giờ không có dương. Đại đạo tìm quyết là duy nhất có thể nhận ra được cá tung tích có thể. Cùng Long Hồn số liệu bộ tra được tung tích, hết thảy có thể đã trễ rồi. Loại tìm người này pháp thuật mặc dù đối với thân thể hao tổn cực kỳ lớn, nhưng là đám này Long Hồn chiến sĩ đáng hắn làm như vậy. Mấu chốt hắn trong lòng tức giận à. Giống như có một đoàn ngọn lửa ngăn ở ngực, cực kỳ khó chịu. Không do dự nữa, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và viên đạn lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Hắn trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Đó là một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ ở vào Hoa Hạ Đông Hải hậu bên bờ, không một bóng người, chỉ có một chiếc đổ nát không chịu nổi bỏ hoang tàu biển. Mà tàu biển trên, một cái ăn mặc đồ rằn di chàng trai sắc mặt trắng bệch, đổ treo treo xà nhà trên, một giọt máu tươi rơi xuống. Trên đất một vũng máu tươi, còn có thể mơ hồ đổ ánh ra cá vậy quật cường gương mặt. Diệp Thần trong mắt mở ra, một cổ ngút trời sát ý hướng trước bốn phương tám hướng cuộn sạch. Toàn bộ thuyền hạm ngay tức thì truyền tới một tia kinh khủng chấn động. Các người vĩnh viễn không biết đắc tội dạng gì tồn tại, vĩnh viễn không biết. Thanh kia đứng thẳng chảm long kiếm truyền tới từng cơn cận, tản mát ra một tia sát ý. Ánh sáng rơi vào chảm long kiếm trên, chiết xạ ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Cái này còn là người, Đông Hải hậu, không biết tên đảo nhỏ. Một đám võ hoàng xã thành viên đứng ở bỏ hoang tàu biển trên bong thuyền, nhìn về biển khơi kinh. Mỗi người giữa eo đều có một chuôi sắc bén trường đao. Bọn họ hướng về phía biển khơi kinh chỉ chõ chõ. Vốn là lấy là Hoa Hạ Long Hồn mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới lại như thế yếu. Ha ha, Kameda quân, không phải đám kia Long Hồn chiến sĩ yếu, là chúng ta quá mạnh mẽ. Chúng ta nhưng mà Kitano đại nhân đắc lực chiến tướng, đừng nói Hoa Hạ Long Hồn, coi như Hoa Hạ cổ võ giới những phế vật kia tới chúng ta trước mặt, kết quả vẫn như nhau. Kitano đại nhân thánh quang chiếu sáng chúng ta võ hoàng xã tất nhiên có thể xâm chiếm hết thảy quốc gia. Cùng tì vết liền mấy cái này Long Hồn chiến sĩ, chúng ta liền lẫn vào Hoa Hạ, đem cái đó gọi Diệp Thần cây vậy heo mang về hai không biết Kitano đại nhân tại sao nhất định phải thấy người này. Ngay tại lúc này, một cái mang thằng hề mặt nạ người đàn ông đi ra. Thấy người này, những cái kia võ hoàng xã chiến sĩ cũng không nói, lại là cúi đầu, cung kính nói, Okamura đại nhân. Okamura Tano lấy xuống thằng hề mặt nạ, gật đầu một cái, hỏi các người đang nói chuyện gì. Một cái võ hoàng xã cường giả vội vàng nói, Okamura đại nhân, chúng ta đang nói chuyện cái đó Hoa Hạ Diệp Thần.
Okamura Tano nghe được cái tên này, cười lạnh một tiếng, ta mới vừa cùng cái này thông hoàn video, tên này thật đúng là cuồng vọng rất. Hắn lại nói phải tìm được chúng ta, sau đó giết chúng ta. Những người đó nghe được câu này vui vẻ cười to. Ha ha, con heo này, chúng ta tin tức đều là nước bên kia mã hóa tới, long hồn coi như mạnh mẽ đi nữa vậy không tìm được chúng ta nơi này. Người Hoa chính là không thiết thực, cái này mảnh mang biển khơi, làm sao tìm được người. Cái này hòn đảo vẫn là chúng ta bất ngờ phát hiện không, trừ phi là gặp quỷ. Okamura Tano hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, bất quá chúng ta võ hoàng xã cũng không phải vô tận ân huệ, ta cho tên này hai cái tà cơ hội, ta đem vậy long hồn chiến sĩ từng giọt máu ngược dòng, ta muốn tên này trơ mắt nhìn mình đồng bạn xảy ra chuyện, ha ha, loại cảm giác này nhất định rất tuyệt vọng đi. Đám người lại là một hồi cười ầm lên. Okamura đại nhân, ta đi lấy bình rượu chát chúc mừng một chút, thấy đám này người Hoa như vậy ăn tất, tâm tình thật tốt à. Đi đi. Không lâu lắm, những cái kia võ hoàng xã cường giả trước thời hạn tiến vào trong vui mừng. Ở trên bong nướng, khui rượu chát chúc mừng. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, tử thần tay đang chậm rãi đến gần. Một khi bóp tư hầu, tất nhiên là máu tươi. Một nghiêng sau, từng cái võ hoàng xã cường giả trên mặt có chút men say. Duy chỉ có Okamura Tano không uống rượu. Hắn thành tựu đám người này người lãnh đạo, phải giữ tuyệt đối thanh tỉnh. Đây là hắn thành tựu võ giả nguyên tắc. Tay hắn cầm võ sĩ đao, ngồi xếp bằng, thổ nạp hô hấp, thân thể phun trào ra một tia đặc thù hắc khí. Hắn nhìn một cái thời gian, đoán chừng bên trong cái đó bị treo long hồn chiến sĩ bây giờ hẳn đang nhảy lên tuyệt vọng bên bờ. Nhỏ máu thanh âm giống như là đòi mạng khúc. Hắn yêu loại hành hạ này người khoái cảm. Tựa như nắm trong tay hết thảy. Ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời đều tối sầm, có dũng khí mây đen đè thành cảm giác. Hắn mở mắt ra, nhìn một cái thương khung, lẩm bẩm nói, cái này Đông Hải hậu bão táp lại muốn tới. Một cái võ hoàng xã cường giả chóng mặt, hắn bị đổ quá nhiều rượu. Rất là khó chịu. Hắn không thể không đỡ mũi thuyền lan can, thân thể cung, không ngừng ở trong nước biển khạc. Những cái kia còn đang uống rượu ăn đồ võ hoàng xã cường giả cười. Chojima quân, ngươi không được à, nhanh như vậy liền ói, đây là cho võ hoàng xã mất thể diện, ha ha. Người phía sau đều nở nụ cười. Chojima quân ói mấy hớp nước miếng, ngẩng đầu lên, vừa định mắng lại, hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Hắn dùng sức dụi mắt một cái, hồng phun trào, một tầng lãng không ngừng tung lên. Tiếp liền bầu trời đường ven biển lại là lóe lên sấm. Làm cho lòng người sợ hãi. Nhưng là hắn mơ hồ bây giờ thấy hồng trên, có một cái bóng đen đang nhanh chóng cướp tới. Địa phương chim không thèm ỉa này, tại sao có thể có thuyền tới? Mấu chốt bóng đen này quá nhỏ. Nhỏ thì mấy ư có thể không đáng kể. Hắn quơ quơ đầu, phát hiện bóng đen kia càng ngày càng gần. Hắn phát hiện căn bản không phải cái gì thuyền bè. Mà mẹ hắn là một người. Đúng. Luôn chỉ có một mình. Còn là một ăn mặc đồ dạo phố người đàn ông. Mấu chốt người đàn ông này đang hai chân đạp ở hồng, hạch cuốn lên, tựa như đem người đàn ông này không ngừng hướng bên này đẩy tới. Đạp biển mà đi. Hắn con người hoàn toàn kinh hoàng. Sắc mặt lại là ảm đạm đến mức tận cùng. Hắn đặt mông ngồi ở trên bong thuyền. Làm sao có thể? Người tại sao có thể ở trên biển chạy? Hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, giống như điên. Những cái kia võ hoàng xã cường giả nhìn một cái chật vật không chịu nổi Chojima quân, vòng nói Chojima quân ngươi không được à, uống như thế chút rượu cứ như vậy, tối ngày hôm qua ngươi còn thổi phồng có thể ở trên giường chiến đấu một nghiêng, nguyên lai ngươi như thế yếu à? Ha ha, Chojima quân nói một nghiêng, nói không chừng là công phu miệng đâu. Nghe bên tai giễu cợt, Chojima quân một chút trả lời sao sao cũng không có, hắn tay run run, chỉ hồng, gầm hét lên, có người pê người đạp biển mà đi. Khốn khiếp! Những lời này nói chưa dứt lời, nói đám kia võ hoàng xã cường giả cười càng thêm lớn thanh. Chojima quân, ngươi tỉnh lại đi, ngươi nói thuyền hạm lái tới, chúng ta có thể còn biết tin, nhưng là có người đạp biển mà đi, cũng quá xem nhẹ không thiết thực liền đi. Chojima quân thật là muốn điên,
rượu của hắn ý hoàn toàn tỉnh, chợt kéo một người, Chỉ Hồng nói, người mau xem a là người. Người nọ lắc duệ cười một tiếng, làm tầm mắt hướng Hồng nhìn, nụ cười hơi ngừng. Kinh hoàng, kinh ngạc cuồng vê loại tâm trạng ở trong mắt hắn lóe lên. Khốn khiếp, thật có người tới. Lần này, tất cả võ hoàng xã cường giả cũng kịp phản ứng, chợt đứng lên, nhìn về vậy mảnh hậu. Liền liền Okamura Tano cũng là dừng lại tu luyện, nhìn một chút Đông Hải hậu. T. Khi thấy hình ảnh kia, tất cả mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàn toàn bị dọa. Ừng ực. Okamura Tano cũng là nuốt nước miếng một cái. Chỉ gặp một đạo 10 mét hạch lăn lộn. Hạch càng ngày càng gần. Hướng bên bờ tới. Mấu chốt hạch trên, đang đứng một cái lãnh ngạo chàng trai à. Chàng trai một tiệc quần áo đen, sau lưng một thanh trường kiếm, sấn treo ở hạch trên bóng người. Thẳng tựa như thần linh dáng thế cắt mơ hồ có ánh sáng trạch lưu động, hai tay chắp sau lưng, khí tức cường đại rực rỡ. Đây là Diệp Thần sao mùa hè Diệp Thần. Đột nhiên, có người la hoảng lên, thanh âm thậm chí có vẻ run rẩy. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã cách bọn họ chỉ bất quá 20 mét khoảng cách. Làm hạch sắp đến gần trên bờ nháy mắt, bước chân đạp một cái, đợt sóng lăn lộn vê thành hai nửa. Mà hắn thân thể đang nhanh chóng tới. Giống như là ở vội vàng. Trời ạ! Một màn này, giống như một cái đạn đại bác tại tất cả lòng người đầu nổ vang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ác ma, toàn chống đỡ yên tĩnh. Trừ xa xa sấm và gào thét biển phong chi bên ngoài, đừng không một giọng nói. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần hai chân đạp ở trên bong thuyền, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng mọi người. Ta nói qua ta sẽ tìm được ngươi, sau đó để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn quanh thân cuốn lên sát khí, đan điền chân khí phun trào. Sau lưng Trảm Long kiếm cũng là nhẹ nhàng ghế, tựa như đang đợi máu tươi dễ chịu. Đám kia võ hoàng xã cường giả lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, sau đó Okamura Tano một câu gầm thét động thủ, tất cả mọi người đồng loạt hướng Diệp Thần vào tới. Võ sĩ trên đao lóe lên ý định giết người. Làm cho lòng người sợ hãi. Gặp người hắn đã bao vây Diệp Thần, Okamura Tano mở miệng nói, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Còn nữa, ngươi làm sao làm được đạp biển mà đi? Hắn quá kinh ngạc rốt cuộc rõ ràng Kitano đại nhân tại sao nhất định phải đem cái này Diệp Thần mang về võ hoàng xã. Bởi vì trên người người này tuyệt đối có đại bí mật. Nếu như bọn họ võ hoàng xã nắm giữ bí mật này, tất nhiên đổi được mạnh hơn. Hắn hô hấp có chút gấp rút. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, nhàn nhạt nói các người còn có thể sống lâu một phút. Nói xong, hắn chân phải chân khí ngưng tụ, chợt đạp một cái, dưới người bong thuyền trực tiếp vỡ vụn, hắn ngay tức thì đi tới bong thuyền dưới. Rơi xuống đất nháy mắt, hướng phía bên phải phóng tới, lại là một quyền đập vào một mặt vách tường trên. Bành! Vách tường đánh rách. Hắn tìm được cá. Chỉ bất quá thời khắc này cá gương mặt. Môi toàn bộ ảm đạm. Không có một tia huyết sắc. Trên đất đỏ bừng máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần trong mắt tràn đầy không kinh ý, một đạo đao gió ngưng tụ bắn đi ra ngoài. Vậy trên chân trói buộc ngay tức thì chặt đứt, cá trực tiếp rơi xuống. Diệp Thần bước chân đạp một cái, vội vàng tiếp nhận cá, đem hắn lòng cẩn thận để dưới đất. Còn dư lại 9 người tự nhiên phát hiện Diệp Thần, gương mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng nói, giáo quan. Cái này giáo quan hai chữ hàm chứa quá lớn ý nghĩa. Bọn họ vốn là đã làm xong vì quốc gia hy sinh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Diệp Thần xuất hiện. Long hồn tổng giáo quan ra tay. Hôm đó Diệp Thần lấy một địch trăm hình ảnh, còn rành rành trong mắt, giống như chiến thần. Hoa Hạ có cái này tôn chiến thần, cái gì thế lực dám rình rập Hoa Hạ. Diệp Thần gật đầu một cái. Trong tay bắn ra một đạo chân khí, một người trong đó xiềng xích hoàn toàn chặt đứt. Ngươi giúp những người khác giải tỏa. Giáo quan. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít thảo dược, cho cá vết thương bao trùm. Chỉ bất quá cá mất máu quá nhiều, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước chân vào quỷ môn quan. Hắn lấy ra một viên tụ huyết đan, cho cá ăn vào. Không chỉ như vậy, hắn còn ngưng tụ một chân khí tại cá tim trên. Huyết dịch chảy trở về,
đối với tim đã sinh ra cực lớn áp lực. Ngân châm đồng loạt bắn ra, coi như là cá miễn cưỡng kéo dài tánh mạng. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chính là võ hoàng xã đám người kia. Hạnh, mình số mệnh cũng khó giữ được, lại còn có tâm tình cứu người khác. Khốn khiếp, ta hôm nay liền cắt mất người chi này vậy heo tay. Một cái võ hoàng xã cường giả tay cầm võ sĩ đao, trực tiếp xông tới đây. Những cái kia long hồn chiến sĩ mới vừa muốn ra tay, liền bị Diệp Thần cự tuyệt, đám người này bị thương nặng như vậy, ra tay vậy là chịu chết. Chăm sóc kỹ cá, còn dư lại sự việc giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần đột nhiên lấn người tiến lên, thương long huyễn thân quyết phun trào, ngay tức thì xuất hiện ở cái đó võ hoàng xã cường giả trước mặt. Người nọ hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần tốc độ lại nhanh như vậy, chợt một đao trẻ hạ. Lạnh thấu xương đao khí để cho người cảm giác được lòng rung động. Hô khiếu chi thanh tựa như ở bên tai nổ vang, y gặp cái này một đao có kinh khủng rừng nào. Chết đi! Mắt xem cái này một đao thì phải bổ vào Diệp Thần trên cánh tay, Diệp Thần không chỉ không có tránh. Ngược lại năm ngón tay là móng, trực tiếp giữ lại thanh kia võ sĩ đao. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới cái này hoa hạ hạnh lại điên như vậy cuồng. Mấu chốt tên này bắt được hắn đao, trên tay lại một tia máu tươi cũng không có. Hắn quanh thân kình khí cuộn sạch, chợt một đao chém xuống, giống như lực 500 kg. Quá yếu, Diệp Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Một giây kế tiếp, rắc rắc, một tiếng, võ sĩ đao rất miễn cưỡng bị Diệp Thần vặn gãy. Sức lực gió lăn, chỉ gặp Diệp Thần tay cầm đoạn đao, mang kinh khủng lực lượng, nhốn nháo ở trong không khí, phong tỏa người kia cổ, trực tiếp đâm vào. Xích, hắn đại động mạch trực tiếp chặt đứt, máu tươi bùng nổ. Vậy võ hoàng xã cường giả theo bản năng muốn che vết thương, đây là duy nhất có thể cứu mình phương thức. Nhưng là còn không có cầm, Diệp Thần một quyền đập ra. Tay hắn cánh tay trực tiếp đổi là một đạo xương máu. Ta nói qua, các người làm sao đối phó long hồn, ta thì phải các người ngàn lần trả lại. Không có cánh tay, người nọ trực tiếp té xuống đất, thân thể co quắp. Cuối cùng chết ở một mảnh trong vũng máu. Cái đầu tiên, còn có 9. Diệp Thần rét lạnh nụ cười phác họa, hướng những cái kia còn dư lại võ hoàng xã cường giả đi. Mấy người còn lại ngay tức thì kịp phản ứng, tay xí trường đao hướng tất cả phương hướng chém tới bê Phật xé không khí, va chạm ra từng cơn sao hỏa. Cái này ba đao cơ hồ phong tỏa Diệp Thần hết thảy đường dây. Cực kỳ cường hãn. Cho dù như vậy, Diệp Thần vẫn không có xuất kiếm. Loại người này, không xứng ô nhục trảm long kiếm. Ngay tại ba đao kiếm ý rơi xuống nháy mắt, Diệp Thần một cái né người, sau đó tay phải chợt bắt được một cái ghim roi người Nhật. Chợt xé tóc hắn, cái đó người Nhật thét lên. Vừa định phản kích, Diệp Thần mang theo cuồn cuộn đợt khí, nắm đầu đối phương lô, đập về phía cái này tầng một mặt đất. Bành! Cái này tầng một tấm ván ầm ầm vỡ vụn, tê phương đầu lâu càng bị xuyên thấu. Còn nữa, 8 cái. Giết người này, Diệp Thần một cái sáng chói thân, lại tới một cái võ hoàng xã cường giả trước mặt. Tốc độ quá nhanh, mắt thường đều không cách nào phân biệt. Diệp Thần đổi quyền thành chảo, năm ngón tay bây giờ có từng đạo hồng mang quấn quanh. Trực tiếp ụp lên một người trên cổ. Không chút lưu tình. Rắc rắc, một tiếng. Cổ vặn gãy, vô cùng dữ tợn, máu tươi nhốn nháo, thủ đoạn như vậy để cho những người còn lại cũng hoảng hồn. Còn có 7 cái, Diệp Thần giống như một cái máy giết người, xông vào võ hoàng xã cường giả bây giờ. Đầy mặt là máu, hắn không thích giết người, nhưng là có vài người không thể không giết. Hắn bỏ mặc cái thế giới này có cái gì quy tắc, chỉ cần hắn Diệp Thần không phục, liền tất nhiên đem cái này chó má quy tắc đánh tan tành. Đây chính là Diệp Thần đảo. Lấy tiến vào đảo. Còn có 5. Còn có 4 cái. Diệp Thần thanh âm không ngừng ở bánh xe lớn trong vang lên. Như tử thần chấn hồn khúc. Đến mức, chuồng ngựa máu tươi. Có chút võ hoàng xã cường giả thậm chí liền nguyên vẹn thi thể cũng không có. Nhất định chính là người điên. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Những cái kia long hồn chiến sĩ đầu óc trống rỗng. Bọn họ biết giáo quan rất mạnh, có thể lấy một địch trăm. Vậy gặp qua Diệp Thần chiến đấu trình độ, khủng bố như vậy.
Nhưng là khi thấy Diệp Thần giết người thủ đoạn, bọn họ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khá tốt giáo quan là người mình, nếu như ra đời ở những quốc gia khác, thành là bọn họ kẻ địch, đây tuyệt đối là hoa hạ ác ma à. Còn lại ba cái. Diệp Thần đứng ở một mảnh trong vũng máu, lạnh lùng cười. Nụ cười kia, dữ tợn hát máu. Trên đất máu tươi tựa như thành sông, chiếu ngược Diệp Thần bóng người. Okamura Tano và còn dư lại hai vị võ hoàng xã cường giả, con người chuồng ngựa kinh hoàng, thậm chí thu xúc tới cực điểm. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Bọn họ và hoa hạ võ giả cũng hoặc là quân đội tiếp xúc đông đảo, nhưng là cho tới nay không có gặp qua loại này thì huyết ma quỷ à. Okamura đại nhân, làm thế nào? Hai người kia cảm giác hai chân cũng đang run rẩy, linh hồn đều ở đây sợ hãi à. Okamura Tano áp chế tông lòng khiếp sợ, tay xí đao lóe ra một tia linh khí, giận dữ hét, vừa động thủ một cái, giết hắn. Hai người trước sau bước ra một bước, mới vừa có một cái đường thẳng thời điểm, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, một đạo hàn mang xuyên qua. Một chuôi có khắc máu mai phi tiêu lại xé không khí. Mang cường đại nhọn khí. Trước sau xuyên qua hai người ấn đường. Hai người lần lượt ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại Okamura Tano trợn mắt nhìn hai mắt thấy Diệp Thần. Hắn thật khó tin, trước mắt hạnh lại như vậy ung dung giải quyết dưới tay mình. Cái này được là dạng gì tồn tại à? Còn lại cái cuối cùng, mang mặt nạ người chắc là ngươi đi. Diệp Thần nói. Hắn vậy lạnh lùng hết sức tầm mắt trực tiếp rơi vào Okamura Tano trên mình. Trừ tử ý, đừng không những thứ khác. Okamura Tano nhìn một cái trên đất hai người thi thể, mi tâm máu tươi không ngừng tràn ra, hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Thủ đoạn như vậy, tên này đều có thể tiến vào hoa hạ tông sư bảng trước trăm. Võ Hoàng xã đối với Diệp Thần điều tra tin tức sai lầm. Hoàn toàn sai rồi. Quỳ xuống. Đột nhiên, Diệp Thần một tiếng giống giận, thanh âm xuyên thấu toàn bộ không gian. Hiện lên không thể nghi ngờ. Quỳ. Okamura Tano con người thoáng qua vẻ dữ tợn. Hắn thành tựu Kitano bên người đại nhân hộ pháp, tại sao có thể quỳ xuống người hoa trước mặt? Hắn là vĩ đại chiến sĩ, có bữa hoàng che chở. Quỳ xuống chính là sỉ nhục. Khốn khiếp, người hạnh là thứ gì? Okamura Tano trực tiếp xông đi lên, mặt đất lại là xuất hiện một xếp dấu chân thật sâu. Trong tay võ sĩ đao múa, kéo theo không khí phát ra ô ô một ngạt thanh, lôi ra một xếp đao ảnh thẳng xông lên Diệp Thần đi. Nhìn chu thiên đao ảnh, Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo châu chấu. Lại còn sẽ đao kỹ, cá ý nghĩa. Dứt lời, Diệp Thần xông vào đao ảnh trong, đồng thời, lòng bàn tay ngưng tụ cường đại đợt khí, vỗ ra. Một chưởng này tựa như hạch đánh tới, chấn động không khí, mang ùn ùn kéo đến khí thế đi. Bành! Đao ảnh và trường ảnh đụng chạm nháy mắt, ngay tức thì biến mất. Tựa như triệt tiêu vậy. Khốn khiếp, xuất kiếm đi. Okamura Tano thấy Diệp Thần không chút nào động kiếm dự định, cảm giác mình đã bị liền làm nhục. Coi như giết Diệp Thần, cũng là thắng không anh hùng. Diệp Thần duệ, các người nước Nhật hèn mọn máu, không xứng tiệm nhiễm ta kiếm. Không xứng. Okamura Tano hoàn toàn nổi giận, người cái này cây vậy heo. Định trước là người cuồng ngông trả tiền. Chỉ gặp Okamura Tano múa trong tay trường đao, ngay tức thì lạnh như băng đao khí hướng bốn phía lan đi. Lòng bàn tay của hắn thậm chí quanh quẩn ra một tia hắc khí. Hắc khí và đao khí va chạm, tạo thành một mảnh màu đen màn đao. Sắc bén lần bố trí mỗi một xó xỉnh, tựa như trên trời tuyết rơi, dùng mình từ từ. Bốn phía đao ảnh tựa như thực chất vậy hướng Diệp Thần xông thẳng tới. Diệp Thần nhìn vậy đao ảnh, bả vai đung đưa, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, xông ra ngoài. Khí thế kia như mãnh hổ xuống núi. Lại mang từng cơn long khiếu. Đột nhiên, hắn đưa ra hai ngón tay, chỉ giữa chân khí tựa như ngưng tụ thành một đạo hư kiếm. Phá! Đi đôi với hắn một tiếng quát to, vậy đao ảnh bị hai ngón tay vô tình xé. Hai ngón tay tựa như xuyên thấu hết thảy. Trực tiếp đâm đến Okamura Tano bả vai trên. Xì. Phá vỡ thân thể, máu tươi bùng nổ. Okamura Tano điên cuồng kêu lên. Hắn theo bản năng muốn ngưng tụ kình khí,
kéo động võ sĩ đao hướng Diệp Thần xóa đi, nhưng phát hiện tay hắn tựa như bị giam lại. Không cách nào nhúc nhích. Hắn cúi đầu vừa thấy, liền chú ý đến một cái tay như kềm vậy gắt gao giữ lại tay hắn cổ tay. Hắn con người phóng đại, theo cánh tay thấy được một bản lạnh lùng gương mặt. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Diệp Thần đem nguyên thoại trả lại cho hắn. Một giây kế tiếp, năm ngón tay tựa như bùng nổ lực 5 tấn, rắc rắc. Tay hắn cổ tay trực tiếp 360 độ vặn vẹo. Võ sĩ đao lại là trở tay chém vào hắn tay mình cánh tay trên. À, Okamura Tano chợt gào thét, thanh âm chuồng ngựa run rẩy và sợ hãi. Kêu cái gì chứ, thống khổ vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Hắn tay phải lộ ra, như cốt sắt vậy 5 ngón tay, trực tiếp xuyên thấu Okamura Tano bả vai, sau đó chợt đè một cái. Lực 5 tấn nhưng mà người bình thường có thể chịu đựng. Ken két ca. Hắn bên phải người một xương sườn đầu trực tiếp gãy lìa. Trong miệng từng ngụm khạc máu tươi. Bành. Diệp Thần trực tiếp đem Okamura Tano nện xuống đất, đồng thời, chân phải đạp một cái, lại là một xương sườn đầu gãy lìa. Ngươi không phải rất thích hành hạ người sao? Ta hôm nay để cho ngươi thật tốt hưởng thụ hành hạ mùi vị. Bành. Diệp Thần chân phải khí thế, trở đá ra, Okamura Tano thân thể hoa mặt đất trực tiếp nện ở một mặt vách tường trên. Thống khổ không chịu nổi, gương mặt lại là trên mặt đất va chạm trong máu thịt mơ hồ. Okamura Tano đưa tay ra, khàn khàn thanh âm vang lên, giết ta, van cầu ngươi cho ta một thống khoái, van cầu ngươi. Diệp Thần trong mắt chỉ có lạnh lùng và vô tình. Hắn không biết đáng thương người bất kỳ. Nếu như mình trễ nữa tới mấy phút, Hoa Hạ thì phải hy sinh mấy vị chiến sĩ. Thậm chí cá vậy sẽ xảy ra chuyện. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện mấy cây ngân châm, ngón tay động một cái, từng cây một bắn đi ra ngoài Okamura Tano trên mình không ngừng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Okamura Tano có dự cảm xấu. Diệp Thần cười một tiếng, Hoa Hạ có một loại thảo dược kêu đoạn hồn cỏ. Ta nghe nói phối hợp châm cứu, có thể để cho nhân thần hồn một chút xíu chịu ly, thống khổ đến mức tận cùng, ta cho tới bây giờ chưa từng thử qua, muốn mời ngươi giúp ta nghiệm chứng một chút, cũng coi là vì Hoa Hạ y học nghiên cứu làm điểm cống hiến. Okamura Tano con người bỗng nhiên co rúm lại, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần trong tay đã xuất hiện một bụi thảo dược. Lại là không chút do dự cửa ải đạo Okamura Tano trong miệng. Okamura Tano vốn đang bất giác được cái gì, nhưng là làm thảo dược và trong miệng máu tươi đụng chạm thời điểm, hắn con người tan giả liền đứng lên. Trước một giây, hắn toàn thân lạnh run. Sau một giây, như rơi xuống nham thạch nóng chảy. Hắn thân thể co quắp, khạc ra bọt mép, thống khổ đến trình độ cao nhất. Để cho ta chết. Đây là hắn ước chừng u ý chí nói ra một câu nói. Nhưng là Diệp Thần đã xoay người hướng long hồn chiến sĩ đi. Ở Okamura Tano trong mắt, vậy lãnh ngạo hình bóng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại thống khổ. Diệp Thần đi tới cần phải kình trước mặt, hắn như cũ hôn mê. Một bên long hồn chiến sĩ mở miệng nói, giáo quan, đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có ta cho phép, Diêm Vương cũng đừng nghĩ lấy đi cần phải kình số mệnh. Nói xong. Trong tay hắn vận chuyển một tia chân khí ngưng tụ thành khí kim, trực tiếp cắm vào cần phải kình một nơi huyệt vị. Sau đó Diệp Thần lại đem hai ngón tay đè ở cần phải kình trên ấn đường, liên tục không ngừng chân khí tràn vào hắn thân thể. Càng giống như là một dòng nước ấm xuyên thấu cần phải kình thân thể. Cần phải kình mặt cuối cùng có một tia huyết sắc. Tụ huyết đan mặc dù có thể giúp cần phải kình ngưng tụ máu tươi, nhưng là hắn mất máu quá nhiều. Vẫn là cần phải đi bệnh viện vô máu. Máu tươi không thể nào vô căn cứ sanh thành, đây cũng là đan dược không cách nào đạt tới. Không lâu lắm, cần phải kình mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần, con người co giúp một cái, sau đó chuẩn bị đứng lên, cung kính nói, Diệp tiên sinh. Người đừng động, người thân thể còn rất yếu ớt, Diệp Thần phân phó nói. Diệp tiên sinh. Cần phải kình trong mắt chỉ có cảm kích. Hắn biết đội đột kích long hồn chúng mai phục, toàn quân chết hết, dưới mắt tất cả mọi người đều giải cứu, duy nhất giải thích chính là cái này cường đại đến không thể địch nổi chàng trai. Diệp tiên sinh,
cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Do dự hồi lâu, Cần Phải Kình vẫn là nói ra những lời này. Diệp Thần đứng lên, cười một tiếng, bạn của ta không nhiều, ngươi coi là một cái, nếu như ngươi chết, ta sẽ không thích. Thật đơn giản một câu nói, để cho Cần Phải Kình thân thể ngẩn ra. Một cổ cảm động ý tấn công tới. Đối với hôm nay hết thảy, hắn cũng không hối hận. Hắn thề từ nay về sau, nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ Diệp Thần cùng với hắn người bên người an toàn. Thời gian xong hết rồi, liên lạc một chút long hồn, để cho bọn họ đến đón người đi, người còn cần vô máu. Cần Phải Kình gật đầu một cái, đối với bên người một cái long hồn chiến sĩ nói, liên lạc long hồn, để cho vùng lân cận thuyền bè hướng chúng ta bên này dựa vào. Rất nhanh, long hồn liền phái một chiếc thuyền hạm tới đón người, là Hoa Hạ Hải quân nhận được thông báo tới. Đoàn người vừa mới chuẩn bị rời đi chiếc này bỏ hoang bánh xe lớn, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Diệp Thần bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào Okamura Tano trên mình, thanh âm là từ trên người hắn truyền tới. Thời khắc này Okamura Tano tròng mắt trắng bệch, cơ hồ trong thống khổ chết đi. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, phát hiện là một cái mã số xa lạ. Hắn nhấn nút trả lời. Một đạo thanh âm tang thương vang lên, tiến triển như thế nào? Có chút kém chất lượng tiếng Hoa. Diệp Thần mơ hồ có thể đoán được, đối phương chắc là võ hoàng xã sau lưng vị kia. Hắn khóe miệng xuất hiện một màn lãnh ý, mở miệng nói Kitano. Bên đầu điện thoại kia người đàn ông nghe được cái thanh âm này hiển nhiên ngẩn ra, sau đó đổi được lạnh như băng, ngươi là ai? Okamura Tano đâu? Ta là ai? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Ta là chuẩn bị người giết ngươi. Diệp Thần. Bên đầu điện thoại kia trần chờ một chút, mở miệng nói. Nhưng là điện thoại một nói liền cúp. Diệp Thần đem điện thoại di động này giao cho long hồn người, hẳn có thể phân tích ra một ít đồ hữu dụng. Cần Phải Kình được long hồn người đỡ đi lên, có thể tất cả mọi người đều phát hiện Diệp Thần không có lên thuyền dự định. Diệp tiên sinh, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau hồi Hoa Hạ. Cần Phải Kình yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói các người đi về trước đi, ta còn có việc không có xử lý. Võ Hoàng xã là một cái uy hiếp. Hắn lần trước không dự định truy cứu, lần này đối phương trực tiếp dùng long hồn 10 mạng người tới uy hiếp mình. Nếu như lần sau đâu, hắn không hy vọng đem loại này uy hiếp mang tới Hoa Hạ đi. Nơi này và Võ Hoàng xã chỗ ở hòn đảo không tính là quá xa, nếu đã tới. Vậy thì cùng nhau xóa đi đi. Miễn được đêm dài lắm mộng. Cần Phải Kình đoán được cái gì, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Võ Hoàng xã không có người nghĩ đơn giản như vậy, người đi một mình, sợ là gặp nguy hiểm à, còn có Võ Hoàng xã Kitano thực lực cực mạnh, long hồn đối với hắn đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, xin Diệp tiên sinh nghĩ lại. Diệp Thần không để ý đến Cần Phải Kình. Cần Phải Kình có chút nóng nảy, hắn nghĩ tới điều gì, lại nói. Diệp tiên sinh, ngày mai là ngươi và Phương Trung Tín ngày ước định nếu không cùng đài võ đạo sự việc xử lý kết thúc, lại cùng đi võ hoàng xã. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới liền đài võ đạo ước định, bất quá hắn vẫn là cự tuyệt Cần Phải Kình, hướng mặt khác đi. Cần Phải Kình nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, rơi vào trầm tư. Mặc dù Diệp Thần rất mạnh, nhưng là ở nước lạ tha hương, một người đối mặt một cái thế lực cao cấp, thật sự là nguy hiểm à. Hắn cũng biết Diệp Thần tính cách, một khi tên này quyết định chuyện, phỏng đoán 9 con bò cũng kéo không trở lại. Dưới mắt chỉ có thể và thủ trưởng liên lạc một chút, dẫu sao Hoa Hạ ở nơi đó còn ẩn tàng một số lực lượng. Lái thuyền đi, hồi tỉnh Chiết Giang. Thái Bình Hải vực và Đông Hải vùng biển chỗ giáp giới. Đảo nào đó tự quốc gia. Một tòa cổ xưa kiến trúc, đền Yasukun Thiên Hoàng Điện. Đây cơ hồ là nước Nhật thần thánh nhất địa phương. Vô số nước Nhật con dân hàng năm ban đầu, thì biết ở Thiên Hoàng Điện bên ngoài thành kính quỷ bái, tìm kiếm võ hoàng che chở. Đảo quốc tướng quân, quan viên, thậm chí còn thủ tướng cũng không ngoại lệ. Nơi này ra đời vô số tín ngưỡng lực. Giờ phút này, Thiên Hoàng Điện bên trong, một người đàn ông đang ở đi tới lui. Chính là Kitano. Từ cú điện thoại kia sau đó, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, không biết tại sao. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đám người kia nhất định là xảy ra chuyện,
cái này nguyên bản kế hoạch không chê vào đâu được lại xảy ra chuyện. Đáng chết! Hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng từ một cái tủ bên trong lấy ra mấy thứ đồ, vốn định là mình xem bói một chút, nhưng phát hiện, mới vừa cầm ra vật kia liền bể. Bể tan tành tai ương, sống chết không thể tránh. Làm sao có thể, chẳng lẽ cửa ải này ta định trước không cách nào trốn tránh. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đến hắn cảnh giới này, đối với loại chuyện này liền càng tin tưởng. Mấu chốt hắn thử vô số lần, cũng không có sai. Chẳng lẽ lần này là cục võ đạo Hoa Hạ cao cấp cường giả tạo thành đội ngũ đi đối phó mình. Năm đó ký qua điều ước, không can thiệp chuyện của nhau, chẳng lẽ đám người này muốn phá xấu xa. Đây là hắn nhất là sợ hãi địa phương. Nếu như Hoa Hạ tông sư bảng trước 10 cái loại đó tồn tại, liên hiệp đi đối phó hắn, hắn căn bản không có sức đánh một trận à. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng, trên người hắc khí phun trào, làm cho lòng người sợ hãi. Hắn chỉ có thể tiến vào trạng thái tu luyện, ít nhất phải để cho hắn trạng thái đến đỉnh cao. Như vậy mới có sức đánh một trận. Đêm đến, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, hướng đền Yasukun Thiên Hoàng Điện đi tới. Trên mình khí thế bén nhọn lan ra. Hắn làm tốt nhất và chuẩn bị xấu nhất. Đột nhiên, một người vóc dáng to lớn thiếu nữ hướng Diệp Thần ngã tới đây, Diệp Thần một cái né người trực tiếp né tránh. Cô gái kia che mình ngực, xí xô xí xào mắng cho một trận, tựa hồ có chút không vui, vừa định đưa tay ra kéo qua Diệp Thần tay, Diệp Thần vậy hẳn tiếng nói liền vang khắp Vân Tiêu. Cút, nếu không chết. Lời này vừa nói ra, cô gái kia thân thể giật mình, nàng cứng ngắc nhìn một cái trong ngõ hẻm mấy cái to lớn nam tử. Ngay tức thì, mấy cái to lớn nam tử liền ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Lộ ra sát cơ. Thất sách, rất rõ ràng, đây là điển hình người giả bị đụng, Diệp Thần ở trên tin tức vậy thấy qua mấy lần, vậy những người đàn ông này đều là bản xứ bang phái. Vậy mấy cái người đàn ông trong tay lấy ra một cái sáng loáng đao. Mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần bước chân đạp một cái. Cường đại đợt khí lăn lộn đi. Một giây kế tiếp, mấy người kia thân thể trực tiếp nện ở vách tường trên, máu tươi chảy ròng. Không biết sống chết. Cái đó nước Nhật thiếu nữ vậy bối rối. Diệp Thần không để ý đến cái này mấy người, con kiến hôi mà thôi, hắn thừa dịp bóng đêm bước chân vào đền Yasukun Thiên Hoàng Điện. Giờ phút này đền Yasukun Thiên Hoàng Điện bên ngoài. Chỉ có le que mấy vị cường giả trấn thủ. Bởi vì là căn bản không có người dám ở võ hoàng xã căn cứ động thủ. Mấy vị kia cường giả hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần, vừa định câu hỏi, Diệp Thần giơ tay lên, giống như tia chớp, nhanh như gió, năm ngón tay giữ lại đối phương cổ. Sắc sắc, một tiếng, trực tiếp gãy lìa. Ngoài ra hai vị võ hoàng xã cường giả sắc mặt đại biến, chợt rút ra võ sĩ đao, nhưng là kiếm còn không có ra khỏi vỏ. Hai món cực kỳ kinh khủng đao gió bắn đi ra ngoài. Phốc phốc, thoáng qua, tiếng vang lanh lãnh thật giống như vậy dây pháo vậy, dạo dựng ở trong không khí. Hai người ngực tựa như nổ bể ra, ngã xuống trong vũng máu. Diệp Thần nhìn trước mặt cửa, cười lạnh một tiếng, một cước nâng lên, cường đại kình khí vận chuyển, trực tiếp đánh ra. Cửa vỡ vụn, hóa là vô số đạo mạt gỗ. Một tiếng này, động tĩnh quá lớn. Cơ hồ ngay tức thì, đền Yasukun Thiên Hoàng Điện ánh đèn lóe lên. Vô số cường giả tràn vào đi ra. Khốn khiếp! Mặc dù không biết Diệp Thần thân phận, nhưng là dám ở đền Yasukun Thiên Hoàng Điện giết người, tất nhiên là kẻ địch. Vô số đạo kình khí và đạo ý cuốn tới, như một cái lưới lớn, che khuất bầu trời. Diệp Thần trong tay nhất thời xuất hiện chuôi này Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm quanh thân phun trào huyết sát. Tựa như chuẩn bị đánh một trận. Người tiến lên, chết. Lạnh như băng hàn tiếng nói vang khắp gian nhà, làm cho lòng người sợ hãi. Cả nhà nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, sát khí lạnh lẽo ở chung quanh tràn ngập, lan truyền, ào ào. Hắn vốn định cho đám người này một ít cơ hội. Nhưng là đám người này căn bản không có quý trọng, trong mắt chỉ có giết hại. Trảm Long Kiếm, kiếm gãy đúc lại, không biết người thực lực như thế nào. Hôm nay liền hiện ra cho ta xem. Dứt lời, Diệp Thần chân khí ngưng tụ, Trảm Long Kiếm ngay tức thì lôi ra 5-6 trượng thực chất kiếm mang, kiếm khí ngang dọc, tàn phá. Giờ khắc này, Diệp Thần thô bạo lăng như vậy, giờ khắc này, Diệp Thần thế không thể đỡ.
vậy kiếm mang kinh khủng xé không khí, làm cho cả đại điện không gian cũng chấn động. Kiếm ý gầm thét, đợt khí bạo cút. Phốc phốc phốc, đâm đầu vào mười mấy vị võ hoàng xã cường giả, cây bản không chống đỡ nổi Trảm Long kiếm kiếm khí. Kiếm khí tràn ra, chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn và máu tươi. Vô cùng kinh người. Diệp Thần nhìn một cái trong tay Trảm Long kiếm, tựa như đang đối với một người bạn cũ vậy, nói, người giết hại khí, đang hợp ý ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho ngươi và ta cùng nhau tái nhập võ đạo chi sử. Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm hướng bên trong đi. Lần này, không người nào dám tiến lên. Một kiếm chém chết mười mấy người. Cái này còn làm sao đánh à? Hoàn toàn là nghiền ép chi cục à? Đột nhiên, có mấy vị hơi thở kinh khủng cường giả vọt ra, giận dữ hét, người này kiếm trong tay có vấn đề, mọi người cùng nhau tiến lên, đoạt lấy thanh kiếm kia. Một giây kế tiếp, từng đạo ý định giết người phun trào tới. Tốc độ cực nhanh, như sấm, như tia chớp. Diệp Thần lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, ta kiếm, người bất kỳ vậy đoạt không đi. Người bất kỳ, trong mắt hắn máu đỏ, kiếm ý sắc bén lóe lên, như là máu vậy lạnh như băng. Giờ khắc này, chết chương nhạc đã bắt đầu phổ tả, hùng dũng chết nhạc khúc, ở bên này hát vang. Diệp Thần Thương Long huyễn thân quyết di động, ở trong đám người rơi xuống từng đạo tàn ảnh. Vô số đạo lực lượng toàn bộ đánh vào tàn ảnh trên. Rồi sau đó, một giây kế tiếp, Trảm Long kiếm xuất hiện. Kiếm mang lóe lên, khí thế bừng bừng, lại là từng đạo máu tươi. 5 phút sau đó, trên đại điện, tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, đền Yasukun Thiên Hoàng Điện chỗ sâu. Một vị bị thương võ hoàng xã cường giả trực tiếp thủng Kitano cửa. Sư phụ, xảy ra chuyện. Kitano đột nhiên mở mắt ra, hắn rất rõ ràng, nên tới vẫn phải tới. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, treo trên tường một cái phong cách cổ xưa kiếm, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Có nhiều ít vị hoa hạ cường giả, 20 vẫn là 50. Nếu như hoa hạ bên kia tới 50 vị cao cấp cường giả, hắn có lẽ liền phản kháng quyền lực cũng không có. Còn như 20 vị mà nói, hắn hẳn còn có sức đánh một trận. Vậy võ hoàng xã cường giả nuốt nước miếng một cái, thanh âm run rẩy nói, sư phụ đều không phải là. Ừ, Kitano cảm giác được không đúng, chẳng lẽ có 100 người? Người nọ lắc đầu liên tục, sư phụ, chỉ có 1 người. 1 người thanh niên, còn có 1 thanh kiếm. Cơ hồ giết sạch chúng ta võ hoàng xã thành viên 100 người. Cái gì? Kitano kinh hô, con người đều là kinh hoàng. 1 người bước lên đền Yasukun Thiên Hoàng Điện. Còn chém giết 100 người. T, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không do dự nữa, dưới chân quỷ bộ phun trào, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Hắn vừa mới chuẩn bị ra cửa, cửa phòng phá vỡ. Diệp Thần bóng người trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt. Kitano ngẩn ra, tự nhiên nhận ra Diệp Thần. Sư phụ, chính là hắn. Hắn 1 người cơ hồ giết sạch bên ngoài tất cả mọi người, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Cái đó bị thương võ hoàng xã cường giả nói. Kitano nhìn lướt qua chung quanh, không có phát hiện những người khác, hắn thở dài một hơi. Mặc dù người này rất mạnh, nhưng là một cái, hắn vẫn là có thể đối phó. Thằng nhóc, người tại sao phải diệt ta võ hoàng xã? Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm, lãnh ý bao trùm, cả nhà thật giống như nhiều một tầng hàn xương. Ngày đó ta đối với vậy đạo bóng dáng nói qua, người ngươi như còn dám bước vào hoa hạ nửa bước, ta gặp một cái giết một cái. Không nghĩ tới người được voi đòi tiên, động người hoa hạ, tội không thể tha. Còn nữa, ta không thích uy hiếp, ta chỉ thích bóp chết uy hiếp. Kitano ngẩn ra, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy cuồng ngông, trong tay hắn cổ kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể nhảy lên một cái. Khốn khiếp, giết ta nhiều như vậy võ hoàng xã chiến sĩ, người cũng cho ta lưu ở chỗ này. Thực chất hóa kiếm mang giống như vạch qua bầu trời mênh mông sao chổi vậy, ánh sáng chói mắt lóng lánh ở mỗi một tấc không gian, vô cùng khí mang kịch liệt kích động, đánh đâu thắng đó. Chợt lóe lên, liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Kiếm này vừa ra, Diệp Thần con ngươi xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Kitano thực lực lại mạnh như vậy, chỉ một hơi thở lên chí ít vượt xa mình.
Diệp Thần không do dự nữa, chân khí ngưng tụ, Trảm Long kiếm trực tiếp hướng đạo ánh sáng kia đi. Ùm ùm, bá đạo tuyệt luân, ai cùng tranh phong. Thanh thúy giao phong thanh sau đó là nặng nề phá sập thanh và xuyên thấu thanh. Một cổ cường đại đợt khí trực tiếp chấn động mở ra tới. Đạp đạp đạp, Diệp Thần lui về phía sau 6 bước, huyết khí dâng trào. Mà Kitano lại 1 bước không lui, cường thế vô cùng. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng có chút bất ngờ, bởi vì Kitano không chỉ là vượt xa mình mấy cái cảnh giới nhỏ. Hắn dành trước mình dòng dã một cái cảnh giới lớn. Ly hợp cảnh. Đây là hắn rời đi Côn Lôn hư sau đó, gặp phải cái đầu tiên ly hợp cảnh cường giả. 2 chương liên phát, canh thứ 7. Chờ một hồi còn có chương 1, đang viết. Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng võ hoàng xã tại sao phải ở chỗ này sừng sững không ngã. Nơi đây mặc dù là viên đạn đất, nhưng là Kitano có thể thành là nhiều như vậy dân bản xứ tín ngưỡng, tất nhiên có thực lực nhất định. Hắn xa xa đánh giá thấp võ hoàng xã nội tình. Ly hợp cảnh, cơ hồ vượt xa hắn ở tỉnh Chiết Giang gặp phải những cái kia cái gọi là cao cấp cường giả. Nếu như dựa theo hắn đối với Hoa Hạ Tông Sư bảng tính toán, Kitano cực kỳ có thể xếp hạng trước 30. Mình đây là muốn khiêu chiến nước Nhật người mạnh nhất à? Xa xa Kitano gặp Diệp Thần bị đánh lui, khóe môi nhếch lên xâm nhiên nụ cười, Diệp Thần, không thể không nói, ngươi rất mạnh. Ở ngươi cái tuổi này tầng bên trong, ngươi tính luôn một phương thiên tài. Đáng tiếc, ngươi đắc tội ta Kitano. Ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện Hoa Hạ công pháp, ta mặc dù không phải là người Hoa, nhưng là ta đối với Hoa Hạ hết thảy cũng như lòng bàn tay. Nếu như lần này tới là Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 10 tồn tại, ta có thể sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là ngươi. Ha ha, ngươi căn bản không xứng. Kitano thân thể ngay tức thì xông ra ngoài, trong tay cổ kiếm lóe lên một tia khí lưu. Kiếm ý dưới, đợt khí lăn lộn, bóng kiếm đầy trời, chạy dài không dứt, khí thế bừng bừng. Một kiếm này, đại biểu võ hoàng xã tôn nghiêm. Đại biểu hắn Kitano bước lên đỉnh cấp khí thế. Mà Diệp Thần, ở hắn trong mắt, chính là con kiến hôi. Định trước nghiền ép, Diệp Thần con người đông lại một cái, lóe lên điên cuồng. Đầu gối cong, đột nhiên bùng nổ, ở giữa không trung, chân khí toàn bộ đánh vào Trảm Long kiếm trên. Đinh, kim thiết giao minh chi tiếng vang lên. Sắc sắc, Kitano cổ kiếm lại trực tiếp gãy lìa. Đồng thời, cường đại đợt khí trực tiếp đem Diệp Thần tung nhảy ra, lại là đập vào vách tường trên. Kitano nhìn lòng bàn tay kiếm gãy. Vừa nhìn về phía Diệp Thần trong tay nắm chặt Trảm Long kiếm, con ngươi nóng bỏng, thanh kiếm này lại là cao cấp linh vật. Thằng nhóc, ngươi không xứng có. Một giây kế tiếp, Kitano xông ra ngoài, 5 ngón tay thành ưng chảo thế, hung hãn lộ ra, tinh chuẩn kinh người. Trực tiếp hướng Trảm Long kiếm bắt đi. Sổ dĩ bách kế sinh mạng đổi một cái cao cấp linh kiếm, rất tính toán. Ha ha! Bởi vì những thủ hạ này số mệnh căn bản không có thanh kiếm này đáng tiền. Mắt xem Kitano ưng chảo thì phải rơi xuống, Diệp Thần con ngươi hiện lên một tia lạnh ý, lòng bàn tay một luồng ánh sáng đen thoáng qua. Hắc quang vạch qua bầu trời mênh mông, chỉ còn lại chết sát ý. Quá nhanh, sắp đến Kitano liền cơ hội phản ứng cũng không có. Xì, phi tiêu trực tiếp xuyên thấu Kitano lòng bàn tay. Máu tươi nhốn nháo. Giống như suối phun. Thậm chí ngay cả tay cốt đều gãy một số. Kitano nhìn lòng bàn tay máu tươi, tức giận không thôi, gương mặt dữ tợn đến mức tận cùng. Một quyền hướng Diệp Thần đập tới. Khốn khiếp, cho ta chết. Diệp Thần đã không có tránh né khả năng. Hắn chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng tại quyền phải trên. Nhắm mắt lại. Tu la sát quyền. Diệp Thần giận quát một tiếng, cả người khí thế ngay tức thì bạo tăng. Dưới chân một hồi bụi bặm cuốn lên. Tốc độ so ban đầu nhanh không chỉ gấp đôi. Giống như một thanh kiếm vậy hóa là lưu quang thẳng xông lên Kitano. Hắn nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, thì nhất định phải và mạnh hơn người đối chiến. Một vị ly hợp cảnh cường giả thành tựu hắn bồi luyện, hắn mặc dù sẽ bị thương, nhưng là chỉ cần sống sót, tất nhiên mạnh hơn. Niết bàn sống lại. Bành. 2 quyền làm bạn. Giống như sấm sét vậy phát ra tiếng trầm thấp. Diệp Thần khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Cố nhiên như vậy,
Diệp Thần lại cười, trên mặt tràn đầy điên cuồng. Một quyền này tựa như đả thông hắn đối quyền sát tông một ít lĩnh ngộ. Lại tới. Diệp Thần lại là xông tới. Căn bản không có cho Kitano bất kỳ cơ hội thở dốc, nhào tới trước người của hắn, quyền thứ hai đã đánh ra. Hai quả đấm lần nữa đụng chạm, Diệp Thần như thường bị đánh lui. Nhưng là càng như vậy, Diệp Thần càng cường thế. Kitano sắc mặt không đúng, không có năm xưa vẻ ung dung, ánh mắt trợn to. Thằng nhóc này là người điên sao? Bệnh thần kinh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Thằng nhóc này lại đang lợi dụng mình đột phá. Lúc này, còn muốn đột phá. Quỳ xuống cho ta thần phục. Kitano một tiếng giống giận. Quyền gió đánh tới, mang vô hạn ý định giết người. Một quyền này cơ hồ ngưng tụ Kitano vô cùng lực lượng mạnh, Hoa Hạ tông sư bảng trước 20 người cũng không nhất định có thể vác ở. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được một cổ cường đại uy áp hoành xông lên tới, giống như mưa to gió dữ, một cổ cực hạn khí tức tử vong đem mình bao phủ trong đó. Hai người chênh lệch quá xa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt luân hồi mộ địa tòa kia mộ bia đang lóe lên ánh sáng. Dùng còn chưa dùng. Oanh! To lớn tiếng va chạm truyền tới, Diệp Thần thân thể vạch ra một đạo đường parabol hướng bên ngoài hoành bay đi. Đồng thời, Kitano chợt bắt đi trên đất một chuôi kiếm gãy, hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Ta tu luyện dòng dã 60 năm, lại là nước Nhật người thứ nhất. Cục võ đạo Hoa Hạ thậm chí còn kinh thành cao cấp cường giả đều phải cho mặt mũi. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Nhớ, đời sau đầu thai, đừng nữa chọc tới ta Kitano. Ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi. Mắt xem chuôi này kiếm gãy thì phải rơi xuống. Diệp Thần không có lựa chọn, hắn khóe miệng lộ ra lau một cái xâm nhiên nụ cười. Trần Kình Thương, đi ra gặp ta. Kitano nghe được Diệp Thần không giải thích được nói một câu nói như vậy. Khẽ cau mày, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, tốc độ tăng nhanh. Mắt xem sắc bén kia kiếm gãy thì phải đâm vào Diệp Thần ngực. Ai dám tổn thương hắn? Một tiếng kinh thiên nộ hống đột nhiên vang khắp toàn bộ đại điện. To lớn thanh âm trực tiếp đem toàn bộ biệt thự chấn động. Mặt đất như mạng nhện vậy nứt ra vô số đạo kẽ hở nhỏ. Đại điện chóp đỉnh gạch ngói toàn bộ lật, vỡ vụn. Cái này gầm thét vang vọng lượn lờ, khí thế bừng bừng. Phách tuyệt thiên hạ. Kitano chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này sóng âm lại để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Không chỉ như vậy, một đạo hỏa diễm phá không tới, tựa như biến thành một chuôi mũi tên nhọn, trực tiếp đánh vào vậy sáng loáng kiếm gãy trên. Sắc sắc, kiếm gãy trực tiếp hóa là bột. Đồng thời cường đại nóng bỏng cảm giác, trực tiếp để cho Kitano năm ngón tay trực tiếp biến mất hầu như không còn. Kitano thân thể khó hiểu đụng bay ra ngoài, nện xuống đất. Hắn kinh hoàng. Hắn rung động. Hắn sợ hãi. Có cường giả ra đời. Hơn nữa còn là tuyệt thế cường giả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đã biến mất năm ngón tay, hô hấp cũng bình ở. Trong không khí tràn ngập một cổ để cho người nghẹt thở đến mức tận cùng kiềm chế hơi thở, tựa như một đôi tay giữ lại Kitano cổ họng. Kitano hoảng hốt, rốt cuộc là ai muốn cứu thằng nhóc này? Đột nhiên, hắn con người có giúp một cái, bởi vì hắn phát hiện một đạo tựa như bị ngọn lửa bao gồm bóng người đang nhanh chóng cướp tới. Chỗ đi qua bụi bẩm cuồn cuộn, ngọn lửa tràn ngập. Để cho người không thấy rõ hình dáng, chỉ để lại một chùm thật dài Hokage. Cho đến thân ảnh kia đứng ở Diệp Thần bên người, hết thảy rõ ràng. Là một vị ông già hơi thở cực kỳ kinh khủng. Lão kia người chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua Kitano. Người sau liền cảm giác mình rơi vào vực sâu vạn trượng. Ánh mắt như đao, hóa là thật thế chấp. Kitano thân thể tựa như bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc. Giống như đối phương chỉ cần một cái ánh mắt, hắn thì biết hóa là cho tàn. Người rốt cuộc là ai? Ông già hai tay chắp sau lưng, mắt lạnh quét nhìn toàn trường, nói ta, Trần Kình Thương. Một tay đốt diệt vạn vật Trần Kình Thương. Giọng không cho phép nghi ngờ. Tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Giống như sấm tại tất cả người bên tai nổ vang. Trần Kình Thương. Trần Kình Thương là ai? Kitano bối rối. Hắn đối với Hoa Hạ tông sư bảng trước 100 tồn tại như lòng bàn tay.
Từ ông lão thực lực trong có thể biết được, tất nhiên là Hoa Hạ tông sư bảng nhất là cao cấp tồn tại. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Trần Kình Thương cái này ba chữ à. Mấu chốt hơn là, Hoa Hạ có như thế kinh khủng tồn tại sao? Một câu nói đem mình chấn động bay, một cái ánh mắt đủ để trong nháy mắt giết mình. Tu luyện tới chí cao cảnh vậy không thể nào làm được như vậy à? Giờ khắc này, Kitano luống cuống. Đây là một loại đối với chết sợ hãi. Lại là một loại đối với không biết sợ hãi. Trần Kình Thương không để ý đến Kitano, ở hắn trong mắt, chúng sanh đều là con kiến hôi. Trừ một người. Đó chính là giờ phút này có chút bị thương chàng trai. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, cánh tay vung lên, một đạo chân khí xông vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy bị một đạo ấm áp thánh quang bọc. Đồng thời, một đạo dòng nước ấm ở hắn bị thương vị trí chảy qua, hắn thương thế lại giảm bớt hơn nửa. Đứng lên đi. Trần Kình Thương năm ngón tay động một cái, Diệp Thần dưới người giống như xuất hiện một đạo khí lưu, rất miễn cưỡng đem hắn nhờ đứng lên. Cảm ơn tiền bối. Trần Kình Thương gật đầu một cái, ngươi thành tựu luân hồi mộ chủ, giúp ngươi là phải. Dưới mắt, vậy con kiến hôi nên xử trí như thế nào? Trần Kình Thương con người bắn về phía Kitano, Kitano cảm giác mình bị một đoàn ngọn lửa bao vây, khó khăn bị trình độ cao nhất. Hắn không do dự nữa, một tiếng quỳ xuống. Xin đại nhân tha ta một mạng, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Hắn tu luyện tới mảnh đất này bước, sợ chết, sợ hết thảy à. Mấu chốt ở nơi này loại cao cấp đại năng trước mặt, hắn liền đánh lại quyền lực cũng không có. Trừ cầu xin tha thứ, còn có thể làm gì? Dưới mắt chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thần, hy vọng đối phương có thể cho hắn một con đường sống à. Cái gì tự ái, cái gì ngạo mạn cũng đặc biệt mụ cút sang một bên. Con kiến hôi còn sống tạm, như mình có thể sống sót, sau này không sợ không cơ hội đối phó thằng nhóc này. Trần Kình Thương đưa tay ra, lại xông ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa sáng chói, làm cho lòng người sợ hãi. Ngọn lửa thậm chí hóa hình, ngưng tụ thành một đạo kiếm ý. Thấy một màn này, Kitano càng phát ra sợ hãi. Cái này ông già không là chân khí hóa hình, mà là ngọn lửa hóa hình. Còn có thể tự thành kiếm ý. Trời ạ! Chẳng lẽ cái này ông già là Hoa Hạ tiên nhân? Giờ phút này, Diệp Thần rơi vào trầm tư, giết Kitano, chỉ có thể khơi thông nội tâm sát ý. Nhưng là lưu lại Kitano, vậy thì đồng nghĩa với mình có một vị ly hợp cảnh cường giả. Người này đặt ở Hoa Hạ, tất nhiên là Hoa Hạ tông sư bảng trước 30 tồn tại. Dưới mắt vấn đề lớn nhất là đối phương cảnh giới quá cao, máu tươi khống chế căn bản không thể thực hiện được. Tựa hồ phát giác Diệp Thần do dự, Kitano vội vàng nói, đại nhân, còn có một việc ngươi không biết, ta nhưng thật ra là người Hoa, ta phụ thân đến từ Hoa Hạ, mẫu thân là người Nhật, trong cơ thể ta có Hoa Hạ huyết mạch, van cầu ngươi tha ta một mạng chó. Ta nguyện là ngươi nô bộc. Trần Kình Thương nhìn một cái Diệp Thần, tựa hồ phát giác Diệp Thần trong lòng do dự. Liền nói, người này có giết bên cạnh ngươi chí thân sao? Diệp Thần lắc đầu một cái. Trần Kình Thương lại nói, nếu như không có, người này ngược lại là có thể lợi dụng, hắn cảnh giới vượt xa ngươi, vậy coi là có chút quyền thế, lưu lại so giết hắn, đối với ngươi mà nói, còn có lợi. Nghe được Trần Kình Thương nói, Kitano gật đầu liên tục, càng đối với Diệp Thần nói, đại nhân, ngươi muốn ta làm gì, ta thì làm cái đó. Thậm chí để cho ta đối phó đảo quốc người lãnh đạo, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần là hắn Kitano duy nhất mạng sống cơ hội. Trần Kình Thương hướng về phía Kitano tiếp tục nói, lòng người, nhất không thể tin, người có bằng lòng hay không cống hiến ra người bổn mạng máu tươi. Kitano ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt, một khi cống hiến ra bổn mạng máu tươi, hắn liền bị hoàn toàn nắm trong tay. Sau này muốn lại lật bàn tuyệt không khả năng. Có thể dưới mắt, hắn căn bản không có lựa chọn à. Không nghĩ nhiều nữa, Kitano một chưởng vỗ ở trên lồng ngực của hắn, ngay tức thì bắn ra một giọt màu đen máu tươi. Màu đen máu tươi trôi lơ lửng, tản mát ra khí tức cường giả. Trần Kình Thương gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì tu vi chênh lệch, người không cách nào đánh vào máu tươi khống chế hắn, nhưng là ngươi nắm trong tay người này bổn mạng máu tươi, hiệu quả cũng giống như nhau. Ta bây giờ đem một đạo pháp quyết truyền vào ngươi thức hải,
Ngươi thật tốt cảm ngộ. Một giây kế tiếp, Trần Kình Thương chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường, một đạo khống chế bổn mạng máu tươi pháp quyết liền bị Diệp Thần nắm giữ. Diệp Thần bừng tỉnh, ngón tay nhanh chóng bóp quyết, một đạo phù ấn trực tiếp nện ở màu đen kia máu tươi trên. Phù ấn biến mất, Diệp Thần cảm giác mình thức hải nhiều một đạo ý thức. Hắn đem đạo ý thức kia đè ép, ngay tức thì, Kitano khạc ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, hạ thủ lưu tình. Kitano nhìn Diệp Thần trong mắt cuối cùng hoảng sợ. Diệp Thần gật đầu một cái, đem vậy đạo tinh máu lần nữa phóng thích. Kitano lúc này mới thở dài một hơi, tạ đại nhân ân không giết, sau này ta Kitano chính là đại nhân nô bộc. Ngay tại lúc này, Trần Kình Thương nhìn về phía Kitano, phân phó nói, nơi này có hay không mật thất, ta cần và thằng nhóc này nói chút sự việc. Đại nhân, có. Kitano liền vội vàng đứng lên, lại là khom lưng mang hai người hướng một nơi vách tường đi tới. Vậy đi tới vách tường cuối, hắn đi tới một nơi đồ gốm đồ cổ trước, hơi một chuyển, vách tường bỗng nhiên mở ra, một nơi mật thất đập vào mi mắt. Hai vị đại nhân, nơi đây là ta tu luyện cùng với khu bảo tàng, bên trong. Lời còn chưa nói hết, Trần Kình Thương và Diệp Thần liền đi vào. Sau đó Trần Kình Thương vung tay lên, cửa ầm ầm khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Bị nhốt ở bên ngoài Kitano diễn cảm rất là cổ quái. Cửa này nhưng mà do pháp thuật cơ quan khống chế, có cường đại cấm chế, nhưng là ở đó trước mặt lão giả, làm sao giống như là trưng bày. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng bên ngoài đại điện đi, còi báo động tiếng rít đã vang lên. Có một số việc tự nhiên cần hắn ra mặt xử lý. Dưới màn đêm, lạnh gió tập tập, trong đại điện tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trên đất nằm rậm rạp chằng chịt thi thể, chân tay cụt đoạn hài tùy ý có thể gặp. Máu tươi nhiễm đỏ một khối này đất đai, thậm chí hội tụ thành một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, âm u kinh khủng. Không khí ngột ngạt, tựa như đã đọng lại vậy, để cho người không thở nổi. Kitano trận con ngươi hơi co lại, thở dài một hơi, ban đầu hắn cho ta cảnh cáo, ta nên nghe vào, bây giờ tới một cái, không chỉ võ hoàng xã bị hủy, hắn vậy mất đi tự do, tên kia thời gian vừa niệm, liền có thể hủy diệt mình hết thảy. Kitano thở dài một hơi, chỉ tự trách mình có mắt không biết Thái Sơn. Cùng lúc đó, trong mật thất, Trần Kình Thương hai tay chắp sau lưng, có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, nói, ngươi thực lực quá thấp, so ta tưởng tượng còn thấp hơn. Diệp Thần ngẩn ra, hắn biết Trần Kình Thương rất mạnh, thậm chí tu vi vượt xa mình, nhưng là lời này cũng quá khinh bỉ nhìn đi. Tiền bối, không biết ngài là cái gì tu vi? Trần Kình Thương lắc đầu một cái, ta tu vi. Người không nên biết thì tốt hơn, đối với người đạo tâm sẽ có ảnh hưởng. Dưới mắt, người chuyện trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực, chỉ có đạt tới nhất định thực lực, mới có thể tiếp xúc tới luân hồi mộ địa sau lưng bí mật. Luân hồi mộ địa sau lưng bí mật, Diệp Thần chau mày, ta luôn muốn biết, các người lớn mạnh như vậy tồn tại sao phải giam ở trong đó. Trần Kình Thương ngẩn ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái gì, tựa như rơi vào trầm tư. Dù sao cũng năm chuyện, không đáng giá đi tư. Hơn nữa người cấp bậc, muốn đụng chạm tầng đồ kia, xa xa không đủ phong độ. Diệp Thần, chờ ngươi thực lực đạt tới cái đó đến nước, tự nhiên sẽ có một vị luân hồi mộ địa cường giả nói cho ngươi, dưới mắt, ta không có tư cách nói. Nhớ, luân hồi mộ địa muôn ngàn lần không thể bị người ngoài biết, càng không thể bị người ngoài đoạt, một khi phát hiện có người biết điều bí mật này, tất nhiên không chút do dự tru diệt. Những người đó thậm chí liền làm nô bộc cơ hội cũng không có. Trần Kình Thương nói tiếng nói vô cùng nghiêm túc, thậm chí lạnh như băng. Thời khắc này Diệp Thần diễn cảm vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được túi đá màu đen dán chặt mình. Điều bí mật này, trước mắt không có người nào biết. Thậm chí liền Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết cũng không biết. Nhưng là, ban đầu ở Vân Hồ Sơn Trang đối với Diệp gia động thủ Long gia, tựa hồ chính là vì tảng đá kia tới. Cũng may, biết tảng đá kia không hề đại biểu biết luân hồi mộ địa. Dẫu sao tảng đá kia thường hắn nhiều năm như vậy, cho đến gần đây mới mở khải luân hồi mộ địa. Hắn phụ mẫu cũng không biết nó tác dụng, càng đừng đề ra người ngoài. Bỏ mặc nói thế nào, một khi có cái này kinh thành Long ra tin tức, ta thì phải không chút do dự đi chém chết. Diệp Thần hạ quyết tâm nói.
Trần Kình Thương sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm, cả đời này, ta là Liệt Hỏa Tông tông chủ, mặc dù ở thời đại kia không tính là cái gì cao cấp cường giả, nhưng cũng có nhất định quyền phát biểu, môn hạ đệ tử hơn ngàn. Chỉ tiếc, chàng đại chiến kia, ta đệ tử rối rít chết, vô số tông môn tiêu tán trên đời ở giữa, Liệt Hỏa Tông không còn tồn tại. Cả đời này ta yên lặng tu luyện, nhưng không nghĩ quay đầu lại thất bại trong gang tấc, đây là chúng ta vậy một đời người bi ai à. Nói xong, Trần Kình Thương con ngươi đông lại một cái, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện thành là ta Trần Kình Thương duy nhất đệ tử, tiếp nhận ta cao nhất đại đạo truyền thừa. Ngươi tu vi rác dưới, thiên phú trung dung, thậm chí liền huyết mạch ở ta trong mắt vậy không tính là cái gì. Hết thảy các thứ này thậm chí có thể dùng nhỏ bé như ở trước mắt ai tới tỉ dụ. Nghe được câu này, Diệp Thần có chút khó chịu, hắn ở Côn Lôn hư thời điểm, lão đầu rõ ràng nói hắn thiên phú không tệ, làm sao đến Trần Kình Thương trong mắt như thế không chịu nổi. Mấu chốt rác dưới, trung dung mấy cái từ này cũng quá chói tai liền đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trần Kình Thương là thời đại thượng cổ đại năng, tầm mắt tự nhiên cao, đừng nói mình. Phỏng đoán Côn Lôn hư những cái kia tuyệt thế cường giả ở hắn trong mắt cũng là như rác dưới vậy, như vậy hắn trong lòng hơi rất nhiều dễ chịu hơn một chút. Trần Kình Thương nói tiếng nói hiển nhiên vẫn chưa nói hết, chân hắn bước đạp một cái, quanh thân khí thế cường đại lan ra. Mặc dù ngươi có rất nhiều thiếu sót, là người phàm con kiến hôi, nhưng là ngươi nắm trong tay luân hồi mộ địa, đứng sau lưng trăm vị thượng cổ cường giả, ngươi cả đời này định trước nghiền ép chúng sanh. Cả thiên đạo cũng đối với ngươi không thể làm gì. Ngươi như thành Phật, thiên hạ vô ma ngươi như thành ma, Phật thế nào ngươi vì sao? Luân hồi mộ địa là ngươi mà sống, ngươi cũng là luân hồi mộ địa mà tồn tại. Ngươi có thể thừa nhận ta Trần Kình Thương là ngươi vị trí thứ hai sư phụ. Nghe được câu này, Diệp Thần không do dự nữa, gật đầu một cái, nguyện ý. Được. Trần Kình Thương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sang sáng cười tiếng vang lên. Tay hắn chỉ bóp quyết, một cổ cực mạnh khí thế ngưng tụ ở chỉ một cái trên. Sau đó chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Nháy mắt, cả nhà lâm vào bóng tối, trong bóng tối, huyễn hóa ra một mảnh tinh thần. Vô số ngôi sao ánh sáng tràn vào đến Diệp Thần trong đan điền. Một cổ cường đại lực lượng tràn vào. Ta truyền thừa, lấy người tu vi trước mắt chỉ có thể nắm giữ một số. Theo tu vi của ngươi tăng lên, bộ phận này truyền thừa sẽ từ từ mở ra. Làm toàn bộ mở ra lúc đó, ta hy vọng ngươi đã có tư cách tiếp xúc chuyện sau lưng luân hồi mộ địa. Trần Kình Thương thân thể dần dần yếu ớt. Trong mắt lại ửng đỏ. Vô số phức tạp tâm trạng tràn vào, tựa như chuyện cũ không chịu nổi, khó mà quay đầu. Diệp Thần mở mắt ra, tự nhiên chú ý tới Trần Kình Thương trong mắt phức tạp, không biết tại sao. Hắn trong lòng có một tia vô hình khó chịu. Luân hồi mộ địa, cố nhiên nghịch thiên. Nhưng là vì sao nhìn thấy mỗi một vị ân sư, đều phải đảo mắt tiêu tán. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là luân hồi đau. Mắt xem Trần Kình Thương bóng người thì phải tiêu tán, một đạo thanh âm tang thương truyền tới. Xa xưa như đến từ chín tầng trời. Thê lương như đến từ hồng hoang. Diệp Thần, nhớ. Ngươi là ta Trần Kình Thương người xoay mình, ngươi là chúng ta trăm người hy vọng duy nhất à. Một giây kế tiếp Trần Kình Thương bóng người hoàn toàn biến mất. Luân hồi mộ địa trong, lại một khối mộ bia hoàn toàn vỡ vụn. Mà khối thứ ba mộ bia nhưng thật lâu lâm vào yên lặng, không có một tia gợn sóng. Diệp Thần đứng lên, trong đầu hắn thật lâu quanh quẩn vậy câu nói sau cùng. Người xoay mình, trăm người hy vọng duy nhất. Chẳng lẽ những thứ này thượng cổ đại năng không giữ lại chút nào trợ giúp mình, là bởi vì là hắn là đám người này hy vọng. Đùa gì thế, bất kể là La Vân Thiên, vẫn là Trần Kình Thương, bọn họ cơ hồ là đứng ở cái thế giới này đỉnh cấp tồn tại, hắn một cái khí động cảnh tiểu tử, làm sao có thể thành làm cho này nhóm như bức họ hét người hy vọng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, trên người hắn lại có đột phá ý. Hắn thân thể thậm chí truyền đến đùng đùng thanh âm, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể mỗi một nơi bắp thịt đều run rẩy. Chung quanh vô số linh khí tràn vào hắn thân thể. Ở trên người hắn, như sóng lớn lao nhanh,
một cổ cực mạnh hơi thở thế như trẻ tre xông phá hết thảy trói buộc. Hôm nay, ta không chỉ muốn đột phá khí động cảnh tầng thứ tư, càng phải đột phá tầng thứ năm. Phá! Một tiếng thét dài, chấn động chín tầng trời. Cường đại đợt khí ở bên trong phòng không ngừng lăn lộn. Luân hồi mộ địa ở giữa vô số linh khí bao quanh Diệp Thần. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thần mở mắt ra, một ngụm chọc khí chậm rãi khạc ra, hắn thân thể hoán phát một tia sáng bóng. Một đêm tu luyện, lại đột phá đến khí động cảnh tầng thứ năm. Hơn nữa còn là tầng thứ năm đỉnh cấp. Không có mượn bất kỳ đan dược. Tốc độ này cơ hồ có thể nói là nghịch thiên. Đồng thời hắn vậy phát hiện một cái bí mật, cơ hồ mỗi thấy một vị luân hồi mộ địa đại năng, hắn tu vi sẽ rách mở mấy tầng. Chỉ bất quá hắn lưu ý một chút tòa thứ ba mộ bia, trước mắt không có động tĩnh chút nào, thậm chí liền ánh sáng cũng không có. Trần Kình Thương thực lực rõ ràng mạnh hơn La Vân Thiên, bất kể là trong đầu kỹ thuật đánh nhau và kinh nghiệm, cũng hoặc là pháp thuật. Vậy tòa thứ ba mộ bia muốn kinh khủng dường nào? Chỉ bất quá Trần Kình Thương cho mình rất lớn một phần trí nhớ cũng thuộc về mơ hồ trạng thái, hiển nhiên hắn tu vi còn chưa đủ đụng chạm đi. Coi như đụng chạm, đối với mình tất nhiên cắn trả. Diệp Thần đổi cả người quần áo, nhìn một chút thời gian, đột nhiên diễn cảm thay đổi. Hôm nay là vào phương trung tín ước định đài võ đạo cuộc sống à? Không thời gian. Diệp Thần vội vàng mở ra cửa mật thất, phát hiện Kitano đang đứng ở ngoài cửa thận trọng chờ. Đại nhân, ngài xuất quan. Kitano thanh âm tràn đầy kính sợ. Hắn dư quang thậm chí hướng bên trong liếc một cái, không có phát hiện một người. Vị tiền bối kia thì đã không có ở đây. Mật thất này chỉ có một cái như vậy lối ra, cái này cũng có thể biến mất. Chẳng lẽ người nọ thật là có thể bay lên trời chui xuống đất tiên nhân? Nghĩ đến đây, Kitano trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nhìn về phía Diệp Thần trong mắt càng sợ hãi. Diệp Thần không muốn nói nhảm, nói thẳng, cho ta an bài một chiếc máy bay, ta phải lập tức đi Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang. Ngươi vậy theo ta cùng đi. Còn nữa, từ nay về sau, ngươi không gọi nữa Kitano, ta không thích cái này ba chữ, ta cho một mình ngươi tên mới, La Sát. La Sát, Kitano khẽ cau mày, mặc dù không biết Diệp Thần tại sao phải cho hắn danh tự này, nhưng là hắn là nô bộc, tự nhiên không có lựa chọn. La Sát rõ ràng, ta lập tức an bài máy bay. Lấy hắn ở đảo quốc quyền thế, đừng nói an bài một chiếc máy bay, coi như là an bài đầu não tới gặp Diệp Thần, đầu não vậy phải tới. Chỉ vì là hắn là cái này mảnh hòn đảo trên, vô số người tín ngưỡng. Tỉnh Chiết Giang võ đạo cung thể thao. Nơi này có tỉnh Chiết Giang duy nhất đài võ đạo, quy mô xa so Ninh Ba đài võ đạo lớn hơn nhiều, mấu chốt vẫn là khép kín tinh chất. Người bình thường căn bản không có tư cách bước vào. Cung thể thao trong, một tòa lớn thạch đài lập ở chính giữa, thạch đài có khắc cổ xưa phù văn, đại biểu Hoa Hạ võ đạo lịch sử. Trên thạch đài, Phương Trung Tín tản ra cực mạnh hơi thở, tựa như ngạo nghễ tại trời đất. Mà đài võ đạo hạ, số người không nhiều, phần lớn đều là người cục võ đạo Hoa Hạ, mà Diệp Thần bên này, chỉ có Lôi Thụ Vĩ, cần phải kình cùng với một ít long hồn chiến sĩ. Ít đến đáng thương, cục võ đạo Hoa Hạ lại có quyền khép kín cả tòa cung thể thao, thậm chí tỉnh Chiết Giang một ít gia tộc cao cấp muốn tiến vào trong đó cũng không khả năng. Đây chính là bọn họ thành tựu cục võ đạo uy tín. Phương Trung Tín vốn muốn cho cung thể thao hoàn toàn rộng mở, như vậy tỉnh Chiết Giang những cái kia cao cấp cường giả cũng có thể nhìn một chút uy phong. Nhưng là cục võ đạo Hoa Hạ phía trên lãnh đạo nhưng chút nào không đồng ý, thậm chí có chút sợ hãi Diệp Thần. Phương Trung Tín mặc dù rất mạnh, nhưng là cái này Diệp Thần trên mình tràn đầy quá nhiều biến số. Vạn nhất Phương Trung Tín thất bại, bọn họ cục võ đạo Hoa Hạ không ném nổi cái mặt này. Khép kín có thể đem tổn thất xúc giảm đến nhỏ nhất. Giờ phút này, Phương Trung Tín nhìn một chút thời gian, có chút không nhịn được. Hắn nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, tràn đầy khinh bỉ ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Lôi Thụ Vĩ, cái này Diệp Thần sợ là không có gan tới liền đi, thời gian đều phải hết hạn, hắn nếu như không xuất hiện nữa, ý vị như thế nào, người hẳn rất rõ ràng đi. Dưới đài Lôi Thụ Vĩ mặt liền biến sắc, mở miệng nói, Diệp Thần thành tựu long hồn tổng giáo quan, ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, thời gian có chỉ hoãn rất bình thường.
Phương Trung Tín cười, thật không hiểu nổi các người Long Hồn tại sao phải như thế bảo vệ thằng nhóc này, một tên phế vật mà thôi, đáng giá không? Rõ ràng không dám đi ra, còn bị ngươi nói thành thi hành nhiệm vụ, các người Long Hồn thủ đoạn nhưng mà càng ngày càng chán ghét à. Lôi Thụ Vĩ ngậm miệng không nói. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Cần Phải Kình, hỏi, ngày hôm qua Diệp Tiên Sinh cứu ngươi, có nói gì hay không thời điểm trở về? Cần Phải Kình bởi vì có chút yếu ớt, sắc mặt rất tái nhợt, giải thích, Diệp Tiên Sinh không có nói qua, hắn không biết ở Võ Hoàng xã xảy ra chuyện đi. Hắn thực lực chúng ta là biết, xảy ra chuyện xác suất cực nhỏ, ngày hôm nay nước Nhật bên kia đặc phái viên truyền tới tin tức, nói Võ Hoàng xã vô kỳ hạn đóng cửa, vậy Kitano thậm chí trực tiếp bế quan. Chuyện này quá kỳ hoặc, hết lần này tới lần khác cái này thời gian điểm, mấu chốt Diệp Tiên Sinh điện thoại vậy không gọi được à. Lôi Thụ Vĩ trong lòng tràn đầy vẻ nôn nóng. Nếu như Diệp Tiên Sinh không có đúng lúc chạy tới, cục võ đạo Hoa Hạ có quyền đối với tập đoàn Thiên Chính, đối với Diệp Thần hết thảy chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, cục võ đạo Hoa Hạ thậm chí sẽ tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã. Đến lúc đó hậu quả thì phiền toái, Diệp Tiên Sinh đây là hẳn phải chết cảnh à. Trên đài Phương Trung Tín nhìn một chút thời gian, nụ cười càng phát ra lạnh như băng, mở miệng nói. Ngày đó cái này Diệp Thần như vậy cuồng ngông, không nghĩ tới nhưng là một cái không dám gặp người con rùa đen giúp đầu. Mấu chốt cái này con rùa đen giúp đầu, lại là các người Long Hồn Tổng Giáo Quan, thật là muốn cười chết người. Đã nhiều năm như vậy, Long Hồn lại rác rưới đến nơi này cái đến nước. Loại rác rưới này có thể dậy xảy ra cái gì mặt hàng, Lôi Thụ Vĩ người có nên hay không nghĩ lại. Phương Trung Tín câu câu châm chọc, lời nói khó khăn nghe được trình độ cao nhất. Những cái kia Long Hồn chiến sĩ từng cái quả đấm nặn chặt, tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Bọn họ mặc dù thực lực không thấp, lại là từng cái hận không được xông lên. Long Hồn không thể làm nhục, Long Hồn Tổng Giáo Quan càng không thể hổ thẹn. Lôi Thụ Vĩ chế trụ nội tâm tức giận, đối với người sau lưng nói, tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Phân phó xong Long Hồn đệ tử, Lôi Thụ Vĩ tiếp tục mở miệng nói, Phương Trung Tín, ngươi làm nhục ta Long Hồn, có thể. Nhưng là ngươi làm nhục Diệp Tiên Sinh, có phải hay không quá phận? Ngay tại ngày hôm qua, Diệp Thần cứu 10 vị sắp gặp tử vong Long Hồn chiến sĩ. Lực một người chém chết vô số cường địch. Nếu như không có Diệp Thần, cũng hoặc là trễ một phút, Cần Phải Kình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hồn thiếu Diệp Thần một cái thiên đại ân huệ. Hắn dĩ nhiên không cho phép Phương Trung Tín làm nhục Diệp Thần. Diệp Tiên Sinh, Phương Trung Tín cười, cười vô cùng lớn tiếng, cái này rác rưới lại có thể bị ngươi tôn xưng là Tiên Sinh. Hắn liền đứng ra dũng khí cũng không có, thậm chí hắn cuồng ngôn, còn để cho các người Long Hồn gánh nổi. Loại này chỉ biết đùa bỡn công phu miệng phế vật, ta Phương Trung Tín xem thường. Phương Trung Tín nhìn một chút thời gian, tiếp tục nói, còn có 30 giây. Trong miệng ngươi Diệp Tiên Sinh nếu như không xuất hiện nữa, ta sẽ đi kinh thành vận dụng mạnh nhất võ đạo phong sát lệnh. Hắn quốc tịch sẽ bị phong tỏa, hắn vĩnh cửu không thể bước vào Hoa Hạ, bạn hắn sẽ bị nhốt, hắn phụ mẫu mộ bia sẽ bị phá hủy. Đây chính là giá phải trả, cuồng vọng giá phải trả. Thời khắc này Phương Trung Tín khí thế ngút trời, tựa như vô địch. Dưới đài Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình đám người sắc mặt đại biến. Diệp Tiên Sinh, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Cái này võ đạo phong sát lệnh lại muốn đem Diệp Thần ở Hoa Hạ hết thảy dấu vết lau đi. Mấu chốt liền Ninh Ba hắn phụ mẫu mộ bia đều phải hủy diệt, đây là đại bất kính à? Giờ phút này, đài võ đạo hạ một mảnh tĩnh mịch, như nửa đêm bãi tha ma vậy. Toàn trường chỉ còn lại Phương Trung Tín không chút kiêng kỵ nụ cười. Tựa như hết thảy đã thành định cục. Phương Trung Tín nhìn một cái thời gian. Còn có 5 giây, mới vừa muốn nói chuyện, bành. Một tiếng vang thật lớn. Cung thể thao cửa trực tiếp bị đánh mở. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở quán thể dục cửa. Một trước một sau. Cầm đầu là một cái lãnh ngạo chàng trai hai tay chắp sau lưng, khí tức mở ảo kinh tâm động phách. Hắn con ngươi nhìn thẳng trên đài võ đạo Phương Trung Tín, cất cao giọng nói, muốn chết như vậy. Ta tác thành ngươi. Nghe được câu này. Trên trận vô số đạo ánh mắt hướng Diệp Thần đi. Lôi Thụ Vĩ,
cần phải kình cùng với những cái kia long hồn chiến sĩ quả đấm cầm chặt. Diệp tiên sinh rốt cuộc đã tới. Còn như Diệp tiên sinh có thể hay không thắng, bọn họ trong lòng vô cùng khẳng định. Đúng rồi, Diệp tiên sinh bên cạnh cái đó đeo kính mát và mũ lưỡi chai người là ai? Lôi Thụ Vĩ nhíu mày một cái nói. Hắn không nhớ Diệp thần bên người có loại này bằng hữu à? Mấu chốt Diệp thần độc lai độc vãng thói quen, bên người tại sao sẽ đột nhiên mang một người? Cần phải kình, người này ngươi thấy qua chưa? Cần phải kình nghe được Lôi Thụ Vĩ câu hỏi, lắc đầu một cái, thủ trưởng, ta cũng không gặp qua, đoán chừng là Diệp tiên sinh bằng hữu đi. Lôi Thụ Vĩ gật đầu một cái, không nói gì. Trên đài võ đạo Phương Trung Tín gắt gao nhìn chằm chằm cửa Diệp thần, con người lộ ra một tia lửa giận. Coi như hắn tới thì đã có sao, chẳng qua là cho hắn chịu chết. Hắn Phương Trung Tín nhưng mà Hoa Hạ Tông Sư Bảng thứ 99 tên tồn tại. Hoa Hạ Tông Sư Bảng 100 tên là một danh giới. Chính là loại rác rưới này có cái gì tư cách đấu với hắn? Diệp thần, nếu người tới, đi lên nhận lấy cái chết. Một tiếng giống giận rung động trời đất. Dưới đài những cái kia cục võ đạo người một mảnh khen ngợi, thanh âm ồn ào. Diệp thần nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, đối với bên người đeo kính mát và mũ lưỡi chai La Sát Kitano nói, La Sát, chúng ta đi, nếu như có người dám phá xấu xa quy củ, giết chết không bị tội. Dạ, đại nhân. Dưới kính dâm, cất giấu một đôi tròng mắt lạnh như băng. Tại chỗ ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ là để cho vô số thế lực văn gió mất vía võ hoàng Kitano. Cũng chính là bây giờ Diệp thần bên người La Sát. Hai người hướng đài võ đạo đi tới. Làm Diệp thần khoảng cách đài võ đạo còn có 3 mét thời điểm, hai chân ngưng tụ chân khí, nhảy lên một cái. Vững vàng rơi vào trên đài. Vô cùng ung dung. Phương Trung Tín nhìn lướt qua Diệp thần, trên mặt có vẻ hồ nghi. Bởi vì hắn cảm giác được Diệp thần trên người khí thế phảng phất có long trời lỡ đất thay đổi. Đây chẳng lẽ là đột phá? Ngay tại lúc này, ba vị ông già vậy từ dưới đài chỗ ngồi trong bay lên. Con người nhìn lướt qua Diệp thần và Phương Trung Tín, nói chúng ta ba người là lần này đài võ đạo ba vị trọng tài, bây giờ, do ta tuyên đọc một chút quy tắc. Thứ nhất, lời còn chưa nói hết, Diệp thần liền ngắt lời nói, không cần tuyên đọc. Ta liền hỏi các ngươi ba người một cái vấn đề là được. Vậy ba vị hơi thở kinh khủng ông già ngẩn ra, mặc dù không vui, vẫn là nói, ngươi còn có vấn đề gì? Các người đều là tới từ nơi nào? Vậy ba người cười lạnh một tiếng, tỉnh chiết giang đài võ đạo khiêu chiến, từ 30 năm trước bắt đầu, chính là do cục võ đạo Hoa Hạ nắm trong tay. Nói cách khác, các người cũng đến từ cục võ đạo Hoa Hạ. Diệp thần nói. Cầm đầu một cái ông già gật đầu một cái, đó là tự nhiên, mặc dù chúng ta và Phương Trung Tín đến từ cùng hiệp hội, nhưng là chúng ta sẽ theo đuổi đài võ đạo công chính. Ngươi cứ yên tâm. Diệp thần cười. Toàn mẹ hắn là Phương Trung Tín người sau lưng, trọng tài này còn có thể công chính. Lần trước phiên cảnh phúc chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá coi như vậy, hắn vậy nhận. Hơn nữa, Phương Trung Tín ngày hôm nay tất nhiên chết ở trên đài. Cũng không ai có thể ngăn cản. Vậy ba vị ông già mới vừa muốn nói tiếp, Diệp thần đã lên tiếng, nói nhảm không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Ngươi, ba người tức không nhẹ. Bọn họ chủ trì qua nhiều lần đài võ đạo khiêu chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với bọn họ khách khí, duy chỉ có cái này Diệp thần. Hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì. Cuồng ngông. Loại này cuồng ngông tiểu tử định trước chết yểu. Phương Trung Tín cười một tiếng, đối với ba vị lão giả nói, ba vị tiền bối, không cần tức giận, khả năng này là người này di ngôn, các người đi xuống yên lặng là được. Nghe được câu này, ba vị ông già gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Phương Tông Sư, bỏ mặc như thế dạng, hết thảy cẩn thận. Tiền bối. Rất nhanh, toàn bộ đài võ đạo chỉ còn lại Diệp Thần và Phương Trung Tín. Phương Trung Tín trong mắt tràn đầy khinh thường, hôm đó đánh một trận. Hắn đại khái biết Diệp thần thực lực. Đối phương muốn chiến thắng hắn căn bản không có thể. Lần này nhất định là nghiền ép chi cục. Thằng nhóc, ngươi lúc đầu không đến, có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngày, nhưng là ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, vậy thì thật xin lỗi. Cục võ đạo Hoa Hạ muốn giết người, không người nào có thể sống sót. Nói xong,
Phương Trung Tín khí thế không ngừng leo lên, làm leo lên tới cực điểm thời điểm, chợt xông ra ngoài. Cuồng gió gào thét, tốc độ như sấm. Diệp Thần chỉ như vậy đứng, hai tay chắp sau lưng, một hơi một tí. Hắn khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm và lạnh lùng. Phòng yến hội đánh một trận, hắn đại khái biết Phương Trung Tín thực lực, lúc ấy cao với mình hai đứa nhỏ cảnh giới. Vốn còn muốn dựa vào Trảm Long kiếm đối phó người này. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không cần. Bởi vì hắn vậy bước vào hai cảnh giới. Cùng cảnh giới dưới, hắn Diệp Thần định trước vi tôn. Làm Phương Trung Tín đến gần Diệp Thần nháy mắt, thân thể chợt nhảy lên, một cước hung hăng quét ra. Một cước này, tiếng gió đại tác, mang dễ như bỡn lực đập về phía Diệp Thần đầu lâu. Một cước dưới, đầu lâu cũng có thể đá bay. Tất nhiên máu nhuộm lôi đài. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định nương tay. Mắt xem vậy cực kỳ kinh khủng một kích thì phải rơi xuống, Diệp Thần động, cánh tay nâng lên, hơi chấn động một chút. Ống tay áo lững lờ, một cổ cực mạnh khí lưu lại có thể xông ra ngoài. Phương Trung Tín chân giống như bị vô tận lực cản. Hắn nhận ra được không không đúng, mới vừa muốn thu hồi, Diệp Thần năm ngón tay đã giương ra, chợt bấu vào Phương Trung Tín cổ chân trên. Không tốt. Phương Trung Tín thân thể một chuyển, muốn tránh thoát. Nhưng phát hiện căn bản kiếm không thoát được. Tay đối phương giống như con hổ kẹp chặt vậy giữ lại. Buông tay. Hắn quanh thân ngưng tụ kình khí hướng Diệp Thần phóng tới. Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, sát khí vô hình trực tiếp phá vỡ kình khí. Phương Trung Tín giật mình, ngắn ngủi ba ngày, tiểu tử này thực lực lại cường đại không chỉ gấp đôi. Làm sao có thể? Ngươi mới vừa nói muốn nhốt bạn của ta. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Đến từ Diệp Thần. Phương Trung Tín thẹn quá thành giận, nhóc xác rưởi, buông tay. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, cánh tay ngưng tụ chân khí, chợt đem Phương Trung Tín luân quá tới đứng lên. Sau đó, chân khí vỡ ra, ép xuống, bành, hung hãn đem Phương Trung Tín nện xuống đất. Đơn giản, thô bạo, ai có thể nghĩ tới đài võ đạo sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Không có sặc sỡ võ, vậy không có quá nhiều tỷ đấu, chỉ một mặt nghiền ép, cực kỳ bạo lực nện xuống. Phương Trung Tín trên mặt đều là máu tươi, trên thân thể vậy bị không ít tổn thương. Dưới đài vậy ba vị trọng tài, cùng với cục võ đạo Hoa Hạ những người đó, từng cái sắc mặt đen. Vốn cho là Phương Trung Tín nghiền ép người này, lại không nghĩ rằng vừa vặn ngược lại. Còn chưa bắt đầu mấy giây, Phương Trung Tín liền bị người dùng loại thủ đoạn này đập. Cái này Phương Trung Tín con mẹ nó chưa tỉnh ngủ sao? Cường đại đau đớn có lẽ kích phát Phương Trung Tín ý chí chiến đấu. Phương Trung Tín nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kình khí mãnh oanh Diệp Thần tay. Rốt cuộc tránh thoát. Thời khắc này hắn chật vật bò dậy, tràn đầy tức giận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm nhục. Sao khỏa thân làm nhục. Ai dám động hắn. Nhóc xác rưởi, ngươi cho ta chết. Một tiếng giống giận, Phương Trung Tín hai tay mở ra. Lại ngưng tụ ra một cổ cực mạnh khí thế. Thậm chí chung quanh cũng gió nổi lên. Cái này, đây là Phương Tông Sư Hải Ngoại lấy được tuyệt kỹ nghịch gió chém. Hắn lại đưa cái này lấy ra đối phó thằng nhóc này, xem ra là thật nổi giận. Lần trước hắn còn dùng này kỹ chém giết ba vị cường giả. Vậy cuồng ngông tiểu tử chết chắc. Cục võ đạo Hoa Hạ bên kia cười lên. Trên đài Phương Trung Tín khí thế ngưng tụ đến đỉnh cấp. Ngay tức thì xông ra ngoài. Chỉ gặp hắn hai tay giống như hai chuôi đao vậy phá vỡ chân trời, lôi ra thật dài đợt khí, giống như hai chuôi trường đao từ trên trời hạ xuống, kéo ra ác liệt đợt khí hướng Diệp Thần đi. Hai người cách nhau mấy gạo, nhưng là một chiêu này uy hiếp nhưng là triệt triệt để. Ác liệt đợt khí thẳng xông lên Diệp Thần. Tựa như ngăn cách sống chết. Dưới đài Lôi Thụ Vĩ chau mày, năm đó vũ khí này ở hải ngoại giá cả đấu giá đạt 2 tỷ. Coi như là võ kỹ cao cấp, không nghĩ tới lại là Phương Trung Tín vỗ được. Vậy cường giả, ở một kích này dưới, hẳn phải chết à. Một vị long hồn chiến sĩ nhìn một cái Lôi Thụ Vĩ, kích động nói, thủ trưởng, giáo quan sẽ xảy ra chuyện sao? Ta xem sự việc không đúng à. Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình nhìn nhau, không nói gì, khóe miệng có lau một cái thần bí nụ cười. Năm đó Ninh Ba Đài võ đạo video.
trừ Hoa Hạ số một lãnh đạo vị kia, liền hắn hai người chúng ta xem qua. Trừ bọn họ ba người, không có ai biết Diệp Thần nghịch thiên. Cái đó hình ảnh thậm chí vô số lần xuất hiện ở bọn họ trong mộng. Tỉnh mộng sau đó, toàn thân là mồ hôi. Phương Trung Tín muốn giết Diệp tiên sinh, dù là tu luyện ngàn năm cũng không khả năng. Trên đài, Phương Trung Tín nghịch gió chém sắp rơi xuống. Xé không khí bạo liệt, cực kỳ đáng sợ. Hắn quanh thân lại là cuốn lên từng trận cuồng gió, vô số đá vụn ở trường gió tập kích dưới, ngay tức thì hóa là bột. Có thể gặp uy lực kinh khủng dường nào. Mắt xem thì phải đánh xuống, hắn khóe miệng lộ ra rét lạnh nụ cười. Nghịch gió chém, ở Hoa Hạ võ đạo giới coi là lên võ kỹ cao cấp, đem sức toàn thân ngưng tụ vào một nơi bùng nổ. Hình như lưỡi đao vậy tiến hành công kích. Giết người như sắt thức ăn. Luyện tới đại thành đến nước lại có thể cùng đao kiếm giao phong, chém sắt như chém bùn. Mặc dù hắn không có đại thành, nhưng là chém chết trước mặt cái này rác rưởi dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở Phương Trung Tín bên tai đột nhiên vang lên. Người mới vừa rồi là không phải còn nói, muốn phá xấu xa mộ bia cha mẹ ta. Diệp Thần lên tiếng. Không có khẩn trương. Vô cùng bình thản. Giống như đem Phương Trung Tín làm không khí vậy. Nghe được câu này, Phương Trung Tín nổi giận, gia tăng trên tay lực lượng, hét CMN. Đừng cho lão tử nói nhảm. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần động, nghịch gió lên. Một trường xuyên thấu gió bão, đánh đi. Bàn tay hắn giống như bao phủ một tầng mong mỏng màn hào quang, chân khí ngưng trưởng. Lần này, Diệp Thần không chỉ động thủ, còn trực tiếp và Phương Trung Tín nghịch gió chém va chạm. Bởi vì cái này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng cao cấp võ, ở hắn trong mắt, chính là rác dưới. Bành! Hai cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên va chạm, đài võ đạo trên đợt khí lăn lộn. Ngay tức thì, tựa như động đất vậy, đài võ đạo lại có một tia vết nứt. Như mạng nhện vậy. Cuồng gió gào thét, giao phong chỗ phát ra nổ ầm thanh âm, bụi bậm đầy trời. Thằng nhóc kia nổi cơn gì, kiên quyết đương đầu Phương Tông sư nghịch gió chém. Ha ha, hắn chết chắc. Sợ rằng thằng nhóc này liền thi thể nguyên vẹn cũng không có. Nhìn bị bụi bậm tràn ngập đài võ đạo hạ tất cả mọi người ồ lên, mang cảm khái vô hạn và nụ cười dữ tợn. Không tự lượng sức người à. Ngay tại lúc này, bụi bậm tán dần dần tản ra. Trên trận chỉ có một đạo thân ảnh. Cục võ đạo Hoa Hạ bên kia đã cuồng hoan, liền liền vậy ba vị trọng tài cũng là khóe môi nhếch lên nụ cười. Phương Tông Sư có thể thắng, đây là trong dự liệu, ha ha, ngày hôm nay chúng ta đi tỉnh Chiết Giang khai nguyên khách sạn thật tốt chúc mừng. Một cái cục võ đạo Hoa Hạ ông già thanh âm đúng là càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng lại là hơi ngừng. Bởi vì trên đài võ đạo, bụi bậm hoàn toàn biến mất. Đạo thân ảnh kia không phải Phương Trung Tín, mà là một người thanh niên. Một cái vô cùng lãnh ngạo chàng trai. Diệp Thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân tình huống, rất sợ bỏ qua bất kỳ một tia khâu. Nhưng là kết quả vẫn không có đổi à. Ngược lại, trên đài võ đạo, khác một bóng người đã ngã xuống đất, đang từng ngụm khạc máu tươi. À. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết lộ vẻ được phá lệ chói tai. Không phải Phương Trung Tín còn có thể là ai? Đài võ đạo hạ những cái kia người cục võ đạo Hoa Hạ sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Đây quả thực là sỉ nhục à. Cục võ đạo Hoa Hạ cường giả lại bại bởi một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mấu chốt còn mẹ hắn là bị nghiền ép đánh bại. Chuyện này nếu như bị cao tầng biết, tuyệt đối tức giận à. Dưới sàn phản ứng gì, Diệp Thần căn bản không quan tâm. Từng bước hướng hộc máu Phương Trung Tín đi tới. Phương Trung Tín phát giác cái gì, yếu ớt thanh âm vang lên, ngươi không thể giết ta. Ta là người cục võ đạo Hoa Hạ. Cho dù nói cũng vô ích. Diệp Thần một cái tay đã giữ lại Phương Trung Tín cổ chân. Phương Trung Tín tràn đầy kinh hoàng, chẳng lẽ thằng nhóc này lại mẹ hắn phải đem mình quăng lên tới đập. Người điên. Triệt triệt để người điên. Hoa Hạ vị kia cổ võ giả sẽ như thế động thủ à? Dưới sàn ba vị trọng tài cũng là nhận ra được không đúng, chợt vọt tới.
lại là cất cao giọng nói, Diệp thần, người không thể động thủ, căn cứ, người bất kỳ không thể tự tiện chu diệt cục võ đạo Hoa Hạ biên chế nhân viên. Diệp thần nhìn lướt qua ba người, cười lạnh một tiếng, phong ta quốc tịch. Tù bản ta, hủy ta phụ mẫu mộ bia, người biết ở ta trong tự điển ý vị như thế nào tội sao? Tội chết. Một giây kế tiếp, Diệp thần lần nữa đem phương trung tín chân thật cao nhắc tới, quăng. Sau đó, chợt nện xuống đất. Bành. Huyết dịch văng khắp nơi. Phương trung tín bị mất mạng tại chỗ. Không có chút nào có thể còn sống. Vậy ba vị ông già đã rơi vào trên đài võ đạo, thấy phương trung tín thi thể, con người đều là tức giận. Diệp thần, người biết người đang làm gì không? Tự tìm cái chết. Một vị trong đó hơi thở mạnh nhất ông già tức giận nói. Đỏ giận xông lên lần toàn thân. Diệp thần không có chút ba động nào, nói cổ võ giả ở đài võ đạo giết người, chẳng lẽ có sai? Ông già á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là nói, đài võ đạo giết người không sai, nhưng là ngươi không nên giết Phương Trung Tín. Phương Trung Tín thân phận đặc thù. Đặc thù, Diệp thần cười một tiếng, coi như đặc thù thì thế nào? Đắc tội ta, chính là cái này kết quả. Cuồng ngông tiểu tử, bắt lại. Vậy ông cụ cầm đầu cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hạ lệnh. Ba người lại là đồng loạt hướng Diệp thần phóng tới, ngay tại sắp tới Diệp thần trước mặt thời điểm. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Diệp thần trước người. Khí tức cường đại thẳng xông lên ba người. To gan, ai dám động hắn? Có tài đức gì? Giờ khắc này, cục võ đạo Hoa Hạ ba vị ông già giật mình. Ba người tò mò nhìn về phía trước mặt người đàn ông. Bên trong phòng còn đeo kính mát và mũ lưỡi chai, đây là có nhiều không bình thường. Bọn họ dĩ nhiên biết người này là đi theo Diệp thần cùng nhau tiến vào. Suy đoán hẳn là bằng hữu một loại. Đoán chừng là bằng hữu không nhìn nổi, mới ra tay. Từ hơi thở tới xem, cũng là cổ võ giả. Ông cụ cầm đầu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi nếu là cổ võ giả, hẳn biết đắc tội cục võ đạo Hoa Hạ hậu quả đi, ngươi lại ngăn ở thằng nhóc này trước mặt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Sát mặt không cảm giác, gần từng chữ, ai dám tiến lên một bước, giết chết không bị tội. Ngay tại lúc này, Lôi Thụ Vĩ các người vậy bước lên đài võ đạo. Lôi Thụ Vĩ bước ra một bước, lạnh lùng nói, các người cục võ đạo Hoa Hạ lại có thể không chút kiêng kỵ đến mảnh đất này bước. Đây là đài võ đạo chém chết người khác chẳng lẽ có tội. Tin không tin ta đem chuyện hôm nay thọt đến phía trên đi. Đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi phải chịu đựng hậu quả gì? Ông cụ cầm đầu hơi biến sắc mặt, nhưng là vừa nghĩ đến lãnh đạo giao phó. Nếu như Phương Trung Tín đánh bại, Diệp thần không thể đi ra đài võ đạo. Bất kể là động dùng thủ đoạn gì. Ông già nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, chuyện này ngươi muốn thọt đến phía trên tùy tiện, nhưng là cái này Diệp thần vi phạm cục võ đạo Hoa Hạ cao nhất pháp, thì nhất định phải nhận tội. Lôi Thụ Vĩ mới vừa muốn mở miệng. Diệp thần liền ra lệnh các người đi xuống. Diệp tiên sinh, cần phải kình và Lôi Thụ Vĩ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ không hiểu Diệp thần tại sao còn muốn bọn họ đi xuống. Ta nói, các người đi xuống, chuyện này là ta và cục võ đạo Hoa Hạ ân oán cá nhân, không dính dấp long hồn. Lôi Thụ Vĩ và cần phải kình các người nhìn nhau, chỉ có thể xuống đài võ đạo. Bọn họ không dám vi phạm Diệp thần ý nguyện. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, bọn họ tin tưởng Diệp thần sẽ không xảy ra chuyện. Vậy ba vị ông già ngược lại là cảm thấy Diệp thần rất thức thời, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Nếu ngươi biết chuyện này không nên dính dấp những người khác, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Một vị ông già khá là ngạo khí nói. Giọng mang không thể nghi ngờ. Diệp thần tựa vào đài võ đạo một bên trụ tử trên, từ túi rút ra một gói thuốc lá, run lên. Ngậm lên môi, sau đó đốt. Khói mù lượn lờ. Ba người cau mày, không biết Diệp thần lúc này làm sao còn có tâm tình hút thuốc. Chẳng lẽ là trong lòng có áp lực? Đột nhiên, Diệp thần ngẩng đầu lên tiếng, dựa theo các người vậy cái gì võ đạo pháp, ta giết Phương Trung Tín, cần phải gánh vác hậu quả gì? Ông cụ cầm đầu đứng dậy, cười một tiếng, giết người thì thường mạng. À, Diệp thần lại cũng không có nói sau. Mấy giây sau đó, ông già đứng dậy, thằng nhóc, ngươi nếu có giác ngộ, liền đàng hoàng quỳ xuống để cho chúng ta mang đi.
Cục võ đạo Hoa Hạ có an vui chết, chỉ ít để cho ngươi khỏi bị thống khổ. Mặc dù như thế nói, nhưng là bất kể Diệp Thần có đồng ý hay không, hắn cũng biết nghĩ đủ phương cách ở trên đài võ đạo chém chết Diệp Thần. Chỉ vì là lãnh đạo mệnh lệnh kia, Diệp Thần không có thể còn sống đi ra đài võ đạo. À, vẫn là không mặn không lạt trả lời. Trời à, vậy ba vị cục võ đạo Hoa Hạ ông già nổi giận. Cái này mẹ hắn thái độ gì à? Thằng nhóc, nếu ngươi không phối hợp, vậy không trách chúng ta, hôm nay, ngươi liền cùng Phương Trung Tín cùng chết ở trên đài võ đạo. Chúng ta vậy coi là cho hắn một câu trả lời. Cái đó ông già khóe miệng cười nhạt liền liền, mới vừa muốn ra tay, Diệp Thần bóp tắt trong tay khói, lấy điện thoại di động ra, nhấn thu âm kiện, mở miệng nói, như vậy đi, nếu ở đài võ đạo, chúng ta cứ dựa theo đài võ đạo quy củ tới, các người ba người, đối với ta hai người chúng ta, sống chết tổng thể không phụ trách. Như thế nào? Ông già vừa nghe, trong lòng vui mừng, nếu như dùng loại phương thức này giết Diệp Thần, long hồn cũng không thể nói gì. Nhất định chính là tốt nhất phương án giải quyết. Mấu chốt bọn họ ba người, đều là Hoa Hạ võ đạo bảng trước 100 tồn tại, thực lực vượt xa Phương Trung Tín, phải đối phó hai người nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Được, ta chỉ thích ngươi loại này tính cách, võ giả mâu thuẫn, đến lượt dùng võ lực giải quyết. Ông cụ cầm đầu cởi mở đạo. Vậy bắt đầu đi, Diệp Thần nhàn nhạt nói, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Một giây kế tiếp, ba vị ông già liền xông ra ngoài. Sát cơ lạnh như băng trực bức Diệp Thần. Ngay tại lúc này, một đạo tàn ảnh lóe lên, cái đó đeo kính mát người đàn ông vẫn chắn Diệp Thần trước người. Tránh ra! Một vị ông già giận dữ hét, lại là một chưởng hướng đối phương bổ tới. Dựa vào ở cây cột Diệp Thần, con người đột nhiên híp lại, thanh âm lạnh như băng vang lên, la sát, không chừa một mống. Dạ, đại nhân! Vậy ba vị ông già nghe được Diệp Thần như vậy hoang đường ra lệnh vừa định cười, vậy đeo kính mát đàn ông đã vào tới. Sức lực gió cuồn cuộn, lòng bàn tay lại là nắm một cái đoạn đao xé không khí, hô khiếu chi thanh ở bọn họ bên tai nổ vang. Ba sắc mặt người đồng loạt biến đổi. Tốc độ này, hơi thở này, cao cấp cường giả, do không được bọn họ phản ứng, la sát đã tới. Đao gió nổ âm. Mang ra khỏi từng đạo hư ảnh, che trời xây, để cho người khó mà nhận kết quả vậy một đạo mới là thực chất tồn tại. Ba vị ông già vội vàng lui về phía sau, đồng thời ngưng tụ một kích mạnh nhất hướng la sát đi. Trường ảnh đầy trời, kéo theo cuồng gió từng cơn, không ngừng đối oanh truyền tới từng cơn nặng nề tiếng nổ. Bành, bành, đợt khí tràn ra, hướng bốn phương lan đi, kéo theo bụi đất phân bay. Ba vị ông già nhiều lắm là chính là Hoa Hạ tông sư bảng 8-90 tên chừng. Mà La Sát, bàn về thực lực, ở Hoa Hạ tông sư bảng chí ít trước 30. Loại này chênh lệch giống như rãnh trời, càng như cái hào rộng. Ba người càng ngày càng cố hết sức, càng đánh càng kinh hãi. Xé kéo. Vẻ hàn quang xuất hiện ở một vị trong đó ông lão trên cổ. Máu tươi tiệm nhiễm, ngay tức thì ngã xuống trong vũng máu. Lão kia người tròng mắt trợn to, trước khi chết diễn cảm hoàn toàn là hoảng sợ hình ảnh. La Sát giống như máy giết người vậy, không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng còn dư lại hai người đi. Gặp tình huống không đúng, vậy hai ông cụ rối rít hướng đài võ đạo hạ chạy đi. Bọn họ đã khẳng định, cái này đeo kính mắt người tuyệt đối là Hoa Hạ tông sư bảng trước 50 tồn tại. Đánh như thế nào? Chạy đi đâu? La Sát một tiếng giống giận. Ánh sáng trắng chớp động, một đao lần nữa nhanh chóng lướt qua một vị lão giả cổ, vạch qua da thịt, mang đến một hồi làm đau cảm giác. Ông già theo bản năng che cổ, nhưng phát hiện căn bản không bưng bít được, thủ thân phận cách. Quá bá đạo, ba vị cục võ đạo Hoa Hạ cường giả, chỉ còn lại một người. Vậy còn lại ông già trong mắt đều là hoảng sợ, cái này Diệp Thần bằng hữu rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Như vậy giết người mắt không nháy. Mấu chốt ngăn cản cũng không ngăn nổi à. Quá mẹ hắn mạnh. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, La Sát một cước rậm ở vậy ngực của lão giả trên. Ông già tại chỗ bay ra ngoài, hung hãn nện xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi. Ngực hắn xương cơ hồ vỡ vụn, vô cùng thống khổ. Ông già cố nén đau đớn trên người, đứng lên, một đạo sức lực gió rơi xuống.
vậy kính mắt nam tử lại nổi lên. Mấu chốt vậy lạnh như băng đao, căn bản không định cho hắn đường sống à. Hắn chỉ có thể trong tay kình khí ngưng tụ, đổi quyền thành chảo, tựa như mang lực 500kg hướng kính mát chàng trai cổ trừ đi. Nhưng là căn bản không chạm được tới, đao khí đã xuất hiện ở ngực hắn. Hàn quang lóe lên, vậy đoàn đao hung hãn cắm vào ngực hắn. Huyết dịch bung ra, bất quá ông lão năm ngón tay vừa vặn tháo xuống chàng trai kính mát. Không có kính mát, hắn trước khi chết rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của đối phương. Nhưng là một giây kế tiếp, ông già con người xúc tới cực điểm, con người đều là sợ hãi và kinh ngạc. Gương mặt này, hắn vô cùng quen thuộc. Lại là cái đó hòn đảo quốc gia đệ nhất cao thủ Kitano. Võ hoàng xã người trưởng đà. Thanh danh hiển hách cao cấp cường giả à. Làm sao có thể? Cường giả loại này làm sao sẽ đối với vậy mà Diệp Thần cung kính như thế? Hắn Diệp Thần có tài đức gì à? Ba vị cục võ đạo hoa hạ ông già đồng loạt bị chém chết. Toàn bộ quá trình chỉ bất quá mười mấy giây mà thôi. Cái này cũng quá quỷ dị đi. Cái này được muốn thực lực gì? Cái đó đeo kính mắt nam tử chẳng lẽ là hoa hạ trước 50 cái loại đó cao cấp tồn tại? Nếu là thật, vậy loại người này làm sao sẽ xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang? Làm sao sẽ không chút do dự đứng ở Diệp Thần bên người? Đài võ đạo tràn đầy một xào sạc ý. Bởi vì La Sát đưa lưng về phía đám kia người cục võ đạo hoa hạ, bọn họ không thấy được tháo kính mát xuống La Sát. La Sát khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, năm ngón tay một chảo, kính mát lại trở về trên tay hắn, lại là che chắn trước mắt. Hắn hướng Diệp Thần từng bước đi tới. Làm đi tới Diệp Thần trước mặt, đột nhiên nửa quỳ, cung kính nói, đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đứng lên đi. Cái này vô cùng đơn giản đối thoại, nhưng đối với đài võ đạo xuống mỗi một người sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn. Bọn họ cảm giác thế giới này điên rồi. Kitano nói càng giống như là một cái búa nện đem bọn họ lòng đánh chia năm xẻ bảy. Cường giả loại này lại đang Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Đây là thái độ gì? Không phải nói cường giả cực kỳ chú trọng tôn nghiêm sao? Là một người cũng có thể nhìn ra kính mát chàng trai thực lực vượt xa Diệp Thần. Nhưng là hắn đích thực quỳ xuống. T. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, hết thảy cũng quá kinh sợ. Loại này cao cấp cường giả chẳng qua là Diệp Thần côn đồ. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Những cái kia người cục võ đạo hoa hạ rối rít lui về phía sau một bước, tạm thời bây giờ không biết nên làm thế nào cho phải. Quần long không đầu. Trên đài bỏ mình ba vị ông già nhưng mà bọn họ cục võ đạo hoa hạ lần này phái ra người trong địa vị tối cao ba vị. Nhưng là liền chết như vậy. Không có dấu hiệu nào. Tất cả mọi người đều tựa như thấy được vậy cục võ đạo hoa hạ cao tầng tức giận. Thời tiết thay đổi, hoàn toàn thời tiết thay đổi. Giờ phút này, Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình bên này cho mày, bọn họ vị trí vừa vặn thấy được La Sát tháo kính mát xuống mặt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái loại đó quen mắt cảm giác để cho bọn họ chắc chắn, người này nhất định ở đâu gặp qua. Bọn họ trong lòng thậm chí hoài nghi lên Kitano. Nhưng mà Kitano loại này võ hoàng xã cao cấp cường giả, làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện thành là Diệp Thần côn đồ. Không nghĩ ra hết thảy, bọn họ chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng áp chế. Bất quá, Lôi Thụ Vĩ chán trong lại có một tia vẻ lo lắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài mấy cổ thi thể kia. Lần này, cục võ đạo hoa hạ chết bốn người, hơn nữa cái này bốn người thân phận không tính là quá thấp. Diệp Thần là thật đắc tội chết cục võ đạo hoa hạ. Lấy cục võ đạo hoa hạ phong cách, tất nhiên sẽ không để cho Diệp Thần tốt hơn. Nhưng là bất kể như thế nào, long hồn cũng biết không để lại dư lực đứng ở Diệp Thần bên này. Trễ giờ, gọi điện thoại cho số 1 đi. Dưới mắt chỉ có số 1 có thể bảo vệ Diệp Thần. Lôi Thụ Vĩ lẩm bẩm nói. Trên đài võ đạo, Diệp Thần mới vừa dự định rời đi, đột nhiên một vị người cục võ đạo hoa hạ lên tiếng, Diệp Thần, ngươi xông đại họa. Diệp Thần bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua những cái kia người cục võ đạo hoa hạ, nói, nếu như trong lòng các ngươi khó chịu, có thể đứng lên tới, cùng tiến lên cũng có thể, ta cho các ngươi 5 giây thời gian.
đây là trận chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, 5 giây thời gian đã qua. Không có người nào đứng ra. Mấu chốt còn ai dám đứng ra à, trên đài võ đạo nhưng mà hai tôn cực kỳ kinh khủng sát thần. Đi lên chính là nộp mạng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bước chân đạp một cái, toàn bộ thân thể nhảy lên, hướng bên ngoài đi. La Sát, chúng ta đi. Nghe được câu này, không chỉ cục võ đạo Hoa Hạ, thậm chí còn Lôi Thụ Vĩ bọn họ vậy yên lặng đem tên chữ ghi nhớ. La Sát danh tự này nhất định phải ở Hoa Hạ võ đạo giới lưu truyền ra. Nhưng là bọn họ tìm tòi Hoa Hạ tông sư bảng trước 100 tồn tại, cũng không có phát hiện có một người kêu La Sát. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn chỗ sâu. Hơn 10 vị ô gia cường giả đang ngồi xếp bằng, kiên nhẫn tu luyện. Bọn họ đang đợi. Mặc dù vị kia trường bào ông già đáp ứng chấn giữ Tần gia, thậm chí thu Tần Chính Dương làm đồ đệ, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên lên đường. Mà là đem Tần Chính Dương dẫn tới bên trong nhà. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ nghe được liên tục mấy ngày đều có sang sáng tiếng cười truyền tới. Không chỉ như vậy, bên trong nhà tràn ra cực mạnh đột phá hơi thở. Tần Chính Dương phụ thân Tần Khôn hai tay run rẩy, hắn rất rõ ràng, dùng Tần gia gia truyền vật đổi lấy hết thảy các thứ này, tuyệt đối không thua thiệt. Không lâu lắm, kẽo kẹt, một tiếng, cửa mở ra. Tần Chính Dương và trường bào ông già đồng thời đi ra. Thời khắc này Tần Chính Dương xưa không bằng nay, khí thế ngút trời. Thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Tần Khôn vội vàng đứng lên, kích động nói, Chính Dương, ngươi. Tần Chính Dương khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cao ngạo, ba, sư phụ truyền thụ ta phương pháp tu luyện, ta lúc này mới phát hiện, từ nhỏ đến lớn tu luyện cổ võ liền mẹ hắn là chó má. Mấy ngày nay, ta tu vi không ngừng đột phá, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bây giờ ta, thậm chí có thể khiêu chiến Hoa Hạ tông sư bảng trước 100 tồn tại. Tần Khôn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kích động nói thật. Tần Chính Dương gật đầu một cái, nhìn một cái bên cạnh trường bào ông già, cung kính nói cái này còn may mà sư phụ dạy dỗ có cách. Trường bào ông già mặt không cảm giác, mở miệng nói, ngươi thiên phú không tệ, chỉ bất quá tu luyện con đường không có tìm đối với mà thôi, ta chẳng qua là giúp ngươi uốn nắn liền một chút. Tần Khôn trong lòng mừng như điên, nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, đại nhân. Giờ phút này có phải hay không chuẩn bị lên đường đi tỉnh Chiết Giang Tần gia? Trường bào ông già nhìn về phía một nơi phương hướng, còn người híp lại, nói, người an bài một chút ngày mốt máy bay, bởi vì trước lúc này, ta phải dẫn Chính Dương đi một chỗ, nói thế nào đi nữa, ta cũng muốn chắc chắn các người Tần gia cho đồ ta, có hay không những vấn đề khác. Dạ, đại nhân, Tần Khôn trong lòng thật là mừng rỡ, từ giờ trở đi còn có ai là bọn họ Tần gia đối thủ. Biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần tự nhiên không thể nào để cho La Sát vào ở biệt thự, trực tiếp để cho hắn liên lạc Ô Hạng Minh. Ô Hạng Minh chỗ ở còn có mấy cái phòng trống ở giữa. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, Diệp Thần gọi điện thoại cho Nam Giang Vương, để cho hắn nghĩ biện pháp dành ra bên cạnh biệt thự. Cố nhiên vậy một gia đình ở rất lâu, nhưng là chỉ cần tiền thích hợp, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn rời đi. Hiện ở thế đạo này, hoặc là có thực lực, hoặc là có tiền. Diệp Thần tiến vào biệt thự, phát hiện một cái màu trắng dương hành lý, hắn khẽ cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo xinh đẹp ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đôi mắt chạm chạm có thần, Tu Mi bưng cái mũi, gò má bên hơi hiện lê qua, thẳng là xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, người trở về. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Mấy ngày không gặp, hắn ngược lại là phát hiện Hạ Nhược Tuyết càng đẹp. Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu lô, cười tủm tỉm nói, vốn là mấy ngày trước trở về, nhà bà ngoại ra một chút chuyện nhỏ, lúc này mới chỉ hoãn, ta nghe ba ta nói, mấy ngày nay ngươi rằng co không thiếu. Mặc dù Hạ Hoàng Nghiệp chẳng qua là biểu đạt mấy câu cảm khái, cũng không có nói cụ thể chuyện gì, nhưng là Hạ Nhược Tuyết vậy nhận ra được tỉnh Chiết Giang xảy ra đại sự. Hơn nữa cái này việc lớn cực kỳ có thể là Diệp Thần dẫn dắt. Sóng gió dâng lên, bất quá, nàng vậy không cần thiết tra cứu, chỉ cần Diệp Thần không có xảy ra chuyện là được. Hạ Nhược Tuyết từ phòng bếp máy ép nước trái cây trong rót 2 ly nước trái cây, 1 ly đưa cho Diệp Thần, hỏi, đoạn này thời gian,
ngoại bà có thể nói rồi ngươi không thiếu lời khen, mỗi ngày nhắc tới ngươi, ta lỗ tai cũng phải có kén. Diệp Thần đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch, cái này chỉ có thể nói rõ ngoại bà con mắt tinh tường thức châu. Người một hớp này một tiếng ngoại bà gọi ngược lại là thuận miệng, người không biết còn lấy là thật là bà ngoại ngươi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp liếc một cái Diệp Thần. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, và ngươi nói một chuyện, ở nhà bà ngoại bên kia thời điểm, có người hỏi tới bà ngoại bệnh tình tại sao đột nhiên sẽ tốt, mụ ta vô tình nói lỡ miệng. Nếu như mấy ngày nay có người phiền toái ngươi trị bệnh cái gì, ngươi không cần xem ta mặt mũi. Nàng không muốn bởi vì mình mà cho Diệp Thần thêm phiền toái. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn y đạo thông thần, nhưng không phải là người nào cũng biết trị. Hết thảy cũng xem tâm tình. Tốt lắm, ta đi trước ngâm tắm, chạy một ngày đường, ta cũng nên bổ cái rác, ngươi muốn cùng nhau sao? Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, nói đùa. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Hạ Nhược Tuyết liền giãy giụa cái mông hướng lầu 2 đi. Bồn tắm thật giống như quá nhỏ, suy nghĩ một chút vẫn là coi là. Dứt lời, truyền đến Hạ Nhược Tuyết tiếng cười khanh khách. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hạ Nhược Tuyết cái này nha đầu làm sao đem Tôn Di chiêu này học được. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp về đến gian phòng của mình. Lòng bàn tay hắn nắm vậy đá màu đen. Luân hồi mộ địa hết thảy hoàn toàn biết rõ. Tòa thứ ba mộ bia vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ từ cảnh giới của mình còn chưa đủ? Còn có, Trần Kình Thương nói mình là bọn họ người xoay mình, kết quả là ý gì? Chẳng lẽ đám người này vô điều kiện để cho hắn trở nên mạnh mẽ, là vì đối kháng cái gì? Diệp Thần đầu cảm giác một mảnh nghi ngờ, không nghĩ nhiều nữa, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tức thì, luân hồi mộ địa vô số linh khí hướng Diệp Thần quanh thân vào tới, trên người hắn hồng mang lóe lên, từng tia long khiếu rung động toàn bộ luân hồi mộ địa. Kinh thành, Hoa Hạ võ đạo tổng cục. Bành! Một cái mặt chữ quốc người đàn ông một trưởng vỗ ở trước mặt bàn đá trên. Bàn đá là linh thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng. Nhưng là ở mặt chữ quốc người đàn ông dưới trưởng, sinh ra từng đạo như mạng nhện giống vậy tế văn. Mặt chữ quốc người đàn ông chính là để cho Hoa Hạ vô số thế lực văn gió táng đảm, một cái tay che phủ nửa võ đạo giới Trịnh Nhân Quyết. Hoa Hạ tông sư bảng thứ 7. Thậm chí so Giang Kiếm Phong còn cao hơn hai cái hạng. Hoa Hạ tông sư bảng, càng trước mặt, mỗi một người chênh lệch lại càng phát to lớn. Trịnh Nhân Quyết lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn trước mặt mấy người, tức giận nói, không chỉ Phương Trung Tín chết. Liền ngay cả chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ phái ra ba vị trọng tài vậy chết thảm ở đài võ đạo. Thằng nhóc kia không thể nào có loại này thực lực. Hắn thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Trịnh tông sư, không phải Diệp Thần xuất thủ, để cho chúng ta căn bản không nghĩ tới là, thằng nhóc kia bên người vẫn còn có một vị cao cấp cường giả, tên là La Sát. Xem hắn xuất thủ phương thức, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Hoa Hạ tông sư bảng trước 50 tồn tại. Nghe được câu này, Trịnh Nhân Quyết con người có giúp một cái, La Sát. Hoa Hạ căn bản không có nhân vật như thế, các người nhưng có tấm ảnh cũng hoặc là bức họa. Hoa Hạ tông sư bảng trước 50 tên, ta đại khái có thể phân biệt ra được. Người nọ vội vàng móc ra một bản tấm ảnh. Trong hình người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai, hơn nữa kính mát, cơ hồ che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Trịnh Nhân Quyết trực tiếp đem tấm ảnh vung ở trên bàn, mặc dù người này che phủ mặt mũi. Nhưng là từ thân hình chủ thể tới xem, hẳn không ở Hoa Hạ tông sư bảng trên. Cha cho ta, còn nữa, vậy Diệp Thần chém giết Phương Trung Tín. Khó thoát khỏi cái chết, ba ngày bên trong, đem cái này hai cái rác rưởi mang tới ta trước mặt. Hắn cũng muốn xem, người nào lại cuồng ngạo như vậy, dám không đem tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội coi ra gì. Trên thực tế chính là xem thường hắn Trịnh Nhân Quyết. Bị hắn bắt được. Định không để cho hai người kia chết tử tế. Trịnh tông sư, sự việc không có đơn giản như vậy, thằng nhóc này đứng sau lưng toàn bộ long hồn, không chỉ như vậy, trong tay hắn có thu âm văn kiện. Rất sớm trước kia, Hoa Hạ thì có quy định, đài võ đạo khiêu chiến sống chết kết quả, nghe thiên số mệnh, người bất kỳ thế lực đều không thể truy cứu. Trịnh Nhân Quyết quả đấm cầm chặt, sát khí trên người bùng nổ. Ta muốn là một cái kết quả. Không phải một cái phản bác, dù sao chuyện này giao cho các người đi làm,
ta cho phép các người mang theo cục võ đạo hoa hạ mấy vị cao thủ. Ta chỉ cần Diệp Thần và vậy La Sát quỳ xuống ta trước mặt. Nếu không chuyện này nếu như truyền đi, chúng ta cục võ đạo hoa hạ mặt để nơi nào? Vậy mấy cái cục võ đạo hoa hạ nhân viên làm việc không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu, phải. Mặc dù cục võ đạo hoa hạ ở đài võ đạo sau đó, phong bế hết thảy tin tức, nhưng là chuyện này vẫn là truyền đến một số người trong tai. Kinh thành một nơi đại viện. Một cái gầy gò nam tử vội vàng đi tới, còn không có gõ cửa, bên trong nhà Giang Kiếm Phong chân khí đông lại một cái, cửa liền mở ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái đó nam tử, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nghiệt chủng kia lại nháo xảy ra điều gì yêu con bướm? Đúng rồi, hắn và Phương Trung Tín đài võ đạo kết quả như thế nào? Phương Trung Tín thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là có thể bước vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 100, cũng không phải nghiệt chủng kia có thể đối nghịch. Hắn tựa hồ đã sớm thói quen. Mỗi lần gầy gò chàng trai xuất hiện, tất nhiên ý nghĩa tỉnh chiết giang đổi một lần thiên. Gầy gò nam tử gật đầu một cái, con người có lau một cái sâu đậm sợ hãi, sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, Giang tiên sinh, đài võ đạo kết quả. Nghiệt chủng kia thắng. Ừ. Giang Kiếm Phong đứng lên, con người kinh ngạc thêm khiếp sợ. Chém chết tỉnh chiết giang Đường Ngạo nếu như coi như trong tình lý, vậy Phương Trung Tín bại thì thật là ngoài ý liệu. Còn bị nghiệt chủng kia thắng. Làm sao có thể? Gầy gò nam tử suy tính mấy giây. Lời nói ra kinh người nói, Giang tiên sinh, nghiệt chủng kia không chỉ thắng, vẫn còn ở trên đài võ đạo chém giết Phương Trung Tín. Cái gì? Giang tiên sinh xin nghe ta nói xong, sự việc vẫn chưa hết. Chàng trai gầy gò. Giang Kiếm Phong chân mày ngưng ra chữ xuyên, không nói thêm gì nữa. Nam tử tiếp tục nói, không chỉ Phương Trung Tín chết, cục võ đạo hoa hạ ba vị trọng tài toàn đều chết ở trên đài võ đạo. Lần này không chỉ tỉnh chiết giang xảy ra chuyện, kinh thành vậy xảy ra đại sự à. Giang Kiếm Phong cũng không nhịn được nữa, đưa tay ra bắt được chàng trai cổ tay, trên mình ý định giết người bùng nổ, mở miệng nói, người có thể bảo đảm chuyện chân thực tính sao? Khẳng định, bốn vị cục võ đạo hoa hạ cường giả ở đài võ đạo xảy ra chuyện, cũng không phải là chuyện nhỏ. Mấu chốt Diệp Thần coi như là thiên thần hạ phàm vậy không thể nào làm được như thế kinh người chuyện à. Nam tử chợt gật đầu, lại nói, bất quá ngoài ra ba vị trọng tài không phải nghiệt chủng kia nơi chém chết, là một vị kêu La Sát người đàn ông. Người này rất thần bí, thực lực sâu không lường được. Nếu như bàn về Hoa Hạ Tông Sư bảng, tất nhiên ở trên ta. Thậm chí ta cảm giác người này bùng nổ toàn lực, có thể đi vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 30. Mấu chốt cái này La Sát đối với nghiệt chủng kia thái độ cực kỳ tôn kính. Giống như... hình như là Diệp Thần nô bộc. Không được vô lễ, lời nói rơi xuống, Giang Kiếm Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Mấy năm qua này, hắn vậy vẫn không có chập chờn lòng lại bởi vì là một tiểu tử chưa ráo máu đầu đồng loạt phun trào. Mấu chốt vẫn là một sóng nhanh hơn một sóng cao. Một cái cao cấp cường giả lại có thể đối với nghiệt chủng kia tôn kính. Đùa gì thế? Nhưng là trước mặt nam tử không thể nào lừa dối hắn. Xem ra nghiệt chủng kia trên người có rất nhiều bí mật. Cho ta chuẩn bị đi tỉnh chiết giang máy bay, ta ngược lại là phải sẽ ném cái này giang ra nghiệt chủng, rốt cuộc là dạng người gì vật. Vậy gầy gò nam tử ngẩn ra, kinh ngạc nói, Giang tiên sinh, ngài chuẩn bị đi gặp nghiệt chủng kia. Lão gia tử không phải nói cho người nhà kia vĩnh cửu đoạn tuyệt quan hệ sao? Giang Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, ta chỉ bất quá tò mò. Bội dung nghịch thiên kia thiên phú và một con kiến hôi có thể sinh ra dạng gì mặt hàng. Nếu như tên kia để cho ta không vui, giết chính là. Buổi chiều 3 giờ, Diệp Thần mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Hắn thử nhiều lần, muốn xông phá khí động cảnh tầng thứ 6, đều là thất bại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, ngày hôm nay cũng liên tục đột phá hai đứa nhỏ cảnh giới, nếu như lại đột phá, thật nghịch thiên. Hắn cũng nên biết đủ. Tiếc nuối duy nhất, tòa thứ ba mộ bia, vẫn không có động tĩnh. Hắn sửa lại một chút liệt hỏa tông Trần Kình Thương để lại cho mình một ít tin tức, rất lớn một phần là mơ hồ, nhưng là có một chiêu võ nhưng vô cùng rõ ràng. Phần thiên trưởng. Võ kỹ cao cấp một trong. Phần thiên trưởng, thế công như thủy triều, giống như biển lửa, lẫn nhau chồng lên, uy lực vô cùng,
luyện tới đại thành, đốt trời hợp kim oanh ra, có thể vượt cấp chém chết ngàn người. Trần Kình Thương trên mình cũng sẽ không có cái gì rác dưới, võ tất nhiên cao cấp. Diệp Thần dựa theo phía trên đường dây vận chuyển chân khí, hơi ngưng tụ, quanh thân sát khí ngưng tụ. Đột nhiên, lòng bàn tay lại xông ra một đạo hỏa diễm. Rất yếu ớt, cơ hồ xem không thấy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một tia nóng bỏng cảm giác từ lòng bàn tay tấn công tới. Hắn con người lóe lên ý định giết người, hướng cửa đột nhiên đánh ra. Bành! Trong tay ngọn lửa nổ bắn ra, đúng cánh cửa nổ. Không chỉ như vậy, chung quanh lại là ngọn lửa bùng nổ. Môn này nhưng mà Diệp Lăng Thiên dùng đặc thù vật liệu củng cố tồn tại à? Lại trực tiếp vỡ vụn. Có thể gặp một trưởng này uy lực. Trời à! Mắt xem chung quanh thế lửa lan tràn, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, gió nổi lên. Ngay tức thì tắt. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, xem ra phải đặc biệt cho mình chế tạo một cái phòng tu luyện. Hắn mới vừa rồi chỉ bất quá muốn thử một chút uy lực, còn không có phóng thích toàn lực, lại thì trở thành như vậy đến nước. Phần thiên trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay tại lúc này, cách vách gian phòng cửa mở ra, ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ Hạ Nhược Tuyết đi ra. Tơ lụa quần áo ngủ mỏng như sợi, căn bản ngăn che không được Hạ Nhược Tuyết vóc người ngạo nhân kia. Thậm chí mỗi đi một bước, trước ngực khẽ run, sóng lớn mãnh liệt thế để cho người hô hấp dồn dập. Càng là mấu chốt là, quần áo ngủ Hạ là thật không chung à. Mơ hồ có hai đứa nhỏ nho như ẩn như hiện. Hạ Nhược Tuyết xoa mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn một cái Diệp Thần cửa, kinh ngạc nói, Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn bị đem biệt thự nổ sao? Ta đột nhiên có chút hối hận vào ở. Ngươi nhanh lên xử lý một chút, nếu không cùng Tôn Di trở về, ngươi thì phiền toái. Nói xong, nàng đầu thanh tỉnh mấy phần. Theo Diệp Thần tầm mắt cúi đầu vừa thấy, ngay tức thì phát hiện cái gì, mặt đẹp đỏ ửng, liền vội vàng xoay người hướng bên trong nhà đi. Chỉ như vậy, cửa phòng đóng lại. Diệp Thần thanh tỉnh lại, nhìn một cái bể tan tành cửa, không biết làm sao lắc đầu một cái, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, để cho Diệp Lăng Thiên bên kia phái người tới sửa chữa một chút. Vì không quấy rầy Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thần liền chuẩn bị đi xuống lầu tu luyện. Mới vừa nhắm mắt lại, chuông cửa liền bị nhấn. Hắn nhíu mày một cái, đứng dậy đi mở cửa, làm cửa mở ra nháy mắt, hắn nhìn thấy một người thanh niên. Chàng trai bên người đứng hai cái hơi thở tốt cổ võ giả. Mới có thể có loại cao thủ này làm hộ vệ, sau lưng nội tình hẳn coi như không tệ. Người tìm ai? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Giọng không có chút nào chập chờn. Người chính là Diệp Thần. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lại trẻ tuổi như vậy, nhìn như mới chừng 20 tuổi. Diệp Thần không nói gì, hiển nhiên đang đợi đối phương nói sau. Hạ Nhược Tuyết ngoại bà chính là ngươi chữa xong. Đúng. Diệp Thần nói, hắn đã đoán được thanh niên này lai lịch, chắc là mới vừa rồi Hạ Nhược Tuyết trong miệng sự việc. Nếu ngươi là Diệp Thần, vậy ngươi theo ta đi một chuyến, ra ra ta cần ngươi chữa trị. Đối phương giọng tựa như tràn đầy không thể nghi ngờ, thà nói là thỉnh cầu, không bằng nói là ra lệnh. Diệp Thần con ngươi lóe ra một tia không vui, chỉ phun ra một chữ, cút. Một giây kế tiếp, cửa ầm ầm đóng lại. Ngăn cách hết thảy. Thanh niên kia hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thần sẽ cự tuyệt, mình liền thân phận cũng không có biểu lộ, đối phương tại sao cự tuyệt. Hắn có lý do gì cự tuyệt? Bên trong nhà Diệp Thần còn không có ngồi xuống. Chuông cửa lại vang lên, hắn vốn là không dự định để ý tới, nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết đang ở phía trên nghỉ ngơi. Hắn vẫn là lần nữa mở cửa phòng ra. Thanh niên kia vội vàng nói, Diệp Thần, có một số việc ngươi có thể không hiểu, ta không ngại nói cho ngươi, ta là kinh thành Hàn gia người, lần này muốn ngươi chỉ cũng là kinh thành quyền cao chức trọng gia chủ Hàn gia. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực, một khi ngươi chỉ tốt, ta bảo đảm, ngươi vinh hoa phú quý. Hưởng thụ vô tận. Còn nữa, ta không ngại nói cho ngươi, ta Hàn gia ở cục võ đạo Hoa Hạ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, nghe nói ngươi cũng là người võ đạo giới, nếu như ngươi còn muốn sống khỏe mạnh, ta khuyên ngươi vẫn là theo ta đi một chuyến. Ở hắn xem ra, bề ngoài liền thân phận mình, Diệp Thần tất nhiên rõ ràng chuyện này trọng yếu bực nào. Nói không chừng thậm chí sẽ quỳ liếm mình. Cục võ đạo Hoa Hạ.
Diệp Thần ngẩn ra, con người có chút kinh ngạc. Mình cũng mẹ hắn và cục võ đạo Hoa Hạ kết thù, cái này Hàn gia tiểu bối cũng không biết. Còn để cho mình đi cứu người khác. Dừng bút sao? Hắn hoàn toàn không biết cục võ đạo Hoa Hạ phong tỏa hết thảy tin tức, thậm chí liền nội bộ cũng giống như vậy. Trừ số ít cao tầng biết chuyện hôm nay trở ra, những người còn lại cũng không biết. Nghe được Diệp Thần kinh ngạc, chàng trai gật đầu một cái, một cổ hơi thở lan ra, xe, đã chờ ở bên ngoài, đi thôi. Ta nếu như không đi đâu, Diệp Thần con ngươi hiện lên lạnh. Thanh niên kia ngẩn ra, trên mặt ý uy hiếp ngưng trọng, có đi hay không không thể do ngươi. Mang đi. Dứt lời, vậy bên người thanh niên hai người thân thể liền động, nhưng là bọn họ còn không có ra tay, cũng cảm giác đạo nhất cổ cực kỳ hoảng sợ đợt khí hướng bọn họ vào tới. Một giây kế tiếp, bọn họ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giữa không trung lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Thấy một màn này, chàng trai hiển nhiên không phản ứng kịp. Người mẹ hắn tự tìm cái chết đi. Nói còn chưa nói lối ra, Diệp Thần một chân đạp ra. Ta nói một lần chót, cút, nếu như không phải là bởi vì không muốn ở cửa dính các ngươi máu, có thể các người đã sớm thành là một cổ thi thể. Hắn thanh âm lạnh tới xương tủy. Chàng trai thân thể nện xuống đất, lộn một vòng, có chút chật vật, hắn vậy lửa nóng con người bắn về phía Diệp Thần, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo xinh đẹp ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một cách đại khái chừng 30 tuổi người phụ nữ. Tỷ, cái này nhóc rác rưởi. Lời còn chưa nói hết, người phụ nữ kia một cái tát ở thanh niên gò má trên. Trời tỉnh chiết giang. Không thể đối Diệp tiên sinh vô lễ. Tỷ, người cái này thái độ gì à, người lại có thể kêu cái này nhỏ tạp. Chàng trai tròng mắt trợn to, mới vừa muốn nói chuyện, bót lại một cái tát phiến ở mặt hắn lên. Sau đó, người phụ nữ nhìn về phía đi theo sau lưng hắn ông già, phân phó nói, lão Dũng, đem thằng nhóc này đưa đến trên xe, nếu như hắn dám có bất kỳ bất kính, trực tiếp vả miệng. Tiểu thư. Rất nhanh. Cửa biệt thự chỉ còn lại cô gái và Diệp Thần. Cô gái cười một tiếng, khá là phong vận, càng đối với Diệp Thần khom người, nói, Diệp tiên sinh, ta kêu Hàn Diễm, mới vừa rồi là ta đệ đệ Hàn Minh, ta là hắn làm nơi là hướng ngài nói xin lỗi. Nếu như bị kinh thành vòng những người đó biết Hàn Diễm lại đang một tên tiểu tử trước mặt thấp như vậy thanh hạ khí, tuyệt đối kinh điệu cằm. Biết, Diệp Thần vừa định đóng cửa lại, Hàn Diễm liền đưa tay ra. Diệp tiên sinh, xin nghe ta nói hai câu, ta biết Diệp tiên sinh y đạo thông thần, không chỉ đem người nào chết chu nhân đức kéo ra quỷ môn quan, càng làm cho vô số bác sĩ thúc thủ vô sách cụ già cứu tỉnh. Trong thiên hạ, nếu như có thể có người cứu tỉnh ta gia chủ Hàn gia, chỉ có Diệp tiên sinh. Rất hiển nhiên, cái này Hàn Diễm điều tra vô cùng rõ ràng. Không chỉ biết hắn cứu tỉnh Hạ Nhược Tuyết ngoại bà, thậm chí còn biết ban đầu ở Ninh Ba cứu tỉnh chu nhân đức sự việc. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Hàn Giao khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Diệp tiên sinh, ngài có thể đề ra bất kỳ điều kiện, ta kinh thành Hàn gia tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngài. Chỉ hy vọng Diệp tiên sinh xem ở chúng ta Hàn gia thành ý lên, ra tay một lần. Bất luận kết quả như thế nào, ta Hàn gia cũng biết biểu thị cảm ơn. Hàn Diễm nói xong, mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Nàng vốn cho là Diệp Thần biết nhúc nhích cho, lại không nghĩ rằng. Diệp Thần lạnh lùng nói, cái thế giới này, mỗi ngày đều có người chết, sống chết trước mặt, mọi người bình đẳng. Người gia chủ Hàn gia cũng giống như vậy. Còn nữa, ở ta Diệp Thần trong mắt, cứu ai, là ta lựa chọn, ta không biết lãng phí tinh lực đi cứu người không liên hệ. Không đưa. Hàn Diễm sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút nổi nóng. Hắn và Hàn Minh hai người, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, vốn cho là sẽ có hiệu quả. Lại không nghĩ rằng, cái này Diệp Thần căn bản không ăn cái này bộ. Diệp tiên sinh, người như vậy thấy chết mà không cứu, có thể hay không quá máu lạnh. Huống chi ta Hàn gia ở Hoa Hạ võ đạo giới địa vị, nếu như ngươi xuất thủ cứu, nói không chừng sẽ đối với ngươi sinh ra che chở. Bành! Diệp Thần trực tiếp đóng cửa lại, chỉ để lại một đạo lời nói lạnh như băng. Ta Diệp Thần cả đời làm việc, không cần bất kỳ thế lực nào che chở. Còn nữa, nếu như các người Hàn gia còn dám nhấn chuông cửa quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta bảo đảm, ta sẽ để cho các người vĩnh viễn mai táng ở đất này.
Hàn Diễm nhìn lạnh như băng cửa rơi vào trầm tư. Nàng nghĩ tới lần này tới tỉnh Chiết Giang vô số loại có thể. Chính là chưa từng nghĩ sẽ bị như thế vô tình cự tuyệt. Hắn Diệp Thần là điên rồi sao? Dám cự tuyệt Hàn gia. Trong biệt thự, Hạ Nhược Tuyết có lẽ nghe được động tĩnh, đổi cả người quần áo đi xuống, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, Hàn gia tới tìm ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái. Thứ nhất, hắn không nhìn thấy Hàn gia bất kỳ thành ý, chỉ có thấy được vinh váo hung hăng, hắn không thể nào cứu. Thứ hai, Hàn gia và cục võ đạo Hoa Hạ có liên lạc, hắn càng không thể nào cứu. Thứ ba, kinh thành Hàn gia cố nhiên không phải tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc có thể so sánh với, nhưng là bất kỳ thế lực, cũng không có tư cách để cho Diệp Thần hạ mình. Hắn tại sao phải cứu? Hạ Nhược Tuyết cho Diệp Thần rót một ly nước, mở miệng nói, xem ra ngươi là cự tuyệt, cũng tốt, Hàn gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là ta nghe nói, Hàn gia cực kỳ tham lam, ngươi như ra tay một lần, bọn họ sẽ gặp được voi đòi tiên. Chỉ bất quá, Hàn gia nếu như trả thù đứng lên, cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng là dựa theo ngươi làm việc thủ đoạn, tự nhiên không sẽ sợ bọn họ, đúng không? Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp có kiểu khác thần sắc. Nàng sở dĩ tỉnh lại, không phải bởi vì chuông cửa, mà là bởi vì là một cú điện thoại. Cú điện thoại này là nàng một người bạn, tựa hồ ở hướng nàng hỏi thăm Diệp Thần sự việc. Hạ Nhược Tuyết không hỏi khá tốt. Hỏi một chút nhưng phát hiện nàng không có ở đây đoạn này thời gian, Diệp Thần lại đem tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng Đường Ngạo chém chết. Không chỉ như vậy, lại là và cục võ đạo Hoa Hạ Phương Trung Tín đánh cuộc với nhau đài võ đạo. Bạn nàng chính là hỏi thăm đài võ đạo kết quả. Bây giờ nhìn lại, lộ ra thấy rõ, Diệp Thần thắng. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp, càng phát ra thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hoàn mỹ trên gò má tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ, rung động. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Cái này đã từng không đúng tí nào chàng trai, đã từ từ đứng ở gió bão trung tâm. Vô số không thể nào đều bị hắn biến thành có thể. Có lẽ muốn không được bao lâu, Diệp Thần liền không còn là Ninh Ba người thứ nhất, mà là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất. Có thể hay không khi đó, hạnh phúc của nàng là có thể mình tranh thủ. Tần gia bên kia vẫn không có động tĩnh, cũng không có điện thoại đánh tới. Chắc còn ở núi Côn Lôn. Không có mời ra vị cao nhân kia, vạn nhất Tần gia đột nhiên trở về đâu. Đây là nàng lớn nhất lo lắng. Dưới mắt, toàn bộ tỉnh Chiết Giang có lẽ chỉ có Diệp Thần có thể ngăn trở Tần gia. Nàng bây giờ duy nhất khao khát, chính là núi Côn Lôn vị cường giả kia cự tuyệt Tần gia. Như vậy Diệp Thần thực lực đối với Tần gia còn có thể. Nhưng là nếu như Tần gia thành công đâu, nàng nên đi nơi nào? Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thần ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt phất phất tay, hắn nói tốt mấy câu nói, nhưng là Hạ Nhược Tuyết giống như thần du vậy, không có phản ứng chút nào. Hạ Nhược Tuyết cái này mới phản ứng được, cười nói, không. Không việc gì, ta mới vừa rồi còn muốn, Tôn Di làm sao còn không trở về, ta ngày hôm nay còn dự định hướng nàng học mấy món ăn đây. Nếu không, ngày hôm nay ta đi thử một chút tay. Ta làm thức ăn chắc không thể so với các người kém. Diệp Thần nghiêm túc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là Trần Kình Thương cho hắn một số trong tin tức, vừa vặn có mấy đạo thời đại thượng cổ hiếm thế món ngon cách làm. Những thứ này vật liệu không tính là phức tạp, hắn hẳn có thể lấy. Mấu chốt những thứ này hiếm thế món ngon dùng linh khí uẩn dục, dược liệu là phụ, một khi uống. Sẽ đối với thân thể sinh ra chỗ tốt cực lớn. Ngươi chắc chắn, Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chắc chắn. Được, ta và Tôn Di ngược lại là phải xem ngươi có thể làm xảy ra cái gì tới, thanh minh trước, không thể trước thời hạn điểm giao hàng. Vậy phải. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần trò chuyện đang vui vẻ thời điểm, một thông điện thoại gọi lại. Hạ Nhược Tuyết lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua điện tới biểu hiện. Khóe miệng nàng nụ cười đột nhiên đọng lại. Tần Chính Dương. Muốn không muốn trùng hợp như vậy. Diệp Thần cảm giác được Hạ Nhược Tuyết sắc mặt có chút không đúng, hỏi thế nào. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, điện thoại quấy rầy mà thôi, đúng rồi, ta đi gian phòng cầm kiểu đồ, là ta từ vùng khác mang đến cho ngươi đặc sản. Ngươi ở phía dưới cùng ta. Diệp Thần gật đầu một cái,
mặc dù cảm giác Hạ Nhược Tuyết có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, Hạ Nhược Tuyết liền đi tới gian phòng, đem cửa phòng ngủ cửa sổ khóa trái. Sau đó nhấn nút trả lời. Hạ Nhược Tuyết, nói cho ngươi một cái tin tốt, chúng ta Tần gia ngày mốt phải trở về tới. Ta hy vọng ngày đó ngươi có thể sử dụng tốt nhất trạng thái nghênh đón ta Tần gia. Dĩ nhiên, còn có ta Tần Chính Dương sư phụ. Có lẽ từ bắt đầu ngày mốt, tỉnh Chiết Giang thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang duy ta Tần gia vi tôn. Ta Tần gia, chính là trời tỉnh Chiết Giang. Trước liên phát 4 chương, buổi tối còn biết liên phát mấy chương. Cầu 3 phiếu đề cử ha ha. Hạ Nhược Tuyết nghe được Tần Chính Dương mấy câu nói này, con người hơi co rúm một cái. Từ trong giọng nói, nàng biết hai chuyện. Thứ nhất, Tần gia rốt cuộc phải từ núi Côn Lôn trở về. Thứ hai, vị kia núi Côn Lôn cao nhân lại có thể bị Tần gia mời về. Đáng chết! Nàng con ngươi lộ ra vẻ tức giận và kinh hoàng. Tần gia lần này trở về, nếu như cao nhân kia thật cùng truyền thuyết xí như nhau, vậy toàn bộ Chiết Giang mới sẽ sinh ra đại biến. Càng là mấu chốt là, mình hôn ước đem khó mà chống cự. Nàng thời gian đầu tiên nghĩ tới Diệp Thần. Cục diện dưới mắt, Diệp Thần có thể có biện pháp không? Diệp Thần có thể chém chết Đường Ngạo, ít nhất nói rõ hắn võ đạo thực lực căn bản không yếu. Mấu chốt Diệp Thần lớn nhất vấn đề, chính là không có mình thế lực à. Tập đoàn Thiên Chính nhiều lắm là coi là một cái xí nghiệp, công cụ kiếm tiền mà thôi. Muốn cùng Tần gia nhiều cường giả như vậy so sánh, căn bản không có thể. Mấu chốt Tần gia lần này sau lưng còn đứng một vị núi Côn Lôn cường giả. Hạ Nhược Tuyết cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy phiền não qua, nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Dưới lầu đã truyền tới Diệp Thần thúc giục thanh âm. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái bùa hộ mạng, sau đó liền xuống lầu đi tới Diệp Thần trước mặt. Cái này cho ngươi, là ta cố ý là ngươi cầu. Hạ Nhược Tuyết đảo qua lòng xí khói mù, trang làm cái gì chuyện cũng không có như vậy. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn vậy bùa hộ mạng, khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Trong mắt chuồng ngựa ấm mềm. Hắn bây giờ thực lực, kia cần gì bùa hộ mạng à? Huống chi loại này bùa hộ mạng lên không có chút nào linh khí và công đức ánh sáng, cũng không có tác dụng quá lớn. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần cũng không vạch trần, đem bùa hộ mạng đeo ở trên mình. Nhược Tuyết, đây chính là ngươi cho ta mang đặc sản. Đầu năm nay đặc sản cũng có lòng như vậy, Diệp Thần cười nói. Hạ Nhược Tuyết lòng có chút không yên, ngươi mang liền tốt, rất thích hợp. Ta cá chuyện, phải đi ra ngoài một chuyến. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết chuẩn bị rời đi lúc đó, Diệp Thần đưa tay ra, trực tiếp kéo Hạ Nhược Tuyết trắng nõn tay trắng. Nhẹ nhàng hồi kéo. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp rớt đến Diệp Thần trong ngực. Ta làm sao cảm giác ngươi có chuyện gạt ta? Hạ Nhược Tuyết chợt duệ, nhưng là ánh mắt hốt hoảng không lừa được Diệp Thần. Nói đi, bỏ mặc chuyện gì, có ta ở đây, trời sập xuống, ta như thường chĩa vào. Nghe được câu này, Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại ngẩn ra, nàng nghĩ tới điều gì, thử dò xét nói, Diệp Thần, người bây giờ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ là câu trả lời này, hắn trầm tư mấy giây, Hoa Hạ tông sư bảng ngươi nghe nói qua sao? Nghe qua nói là Hoa Hạ mạnh nhất cổ võ giả hạng Hạ Nhược Tuyết con ngươi lóe lên một tia ánh sáng. Trước mắt ta nếu bàn về bài danh, hẳn ở thứ 99. Bởi vì ta chém giết cái bài danh này Phương Trung Tín. Nhưng là thực tế thực lực, ta cũng không rõ lắm. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Nghe được cái này trả lời, Hạ Như Tuyết trong mắt có chút một tia ảm đạm. Nhưng là rất nhanh cái này lau ảm đạm liền biến mất, tắt thay thế là nụ cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút, mới rồi có người hỏi ta cái gì đài võ đạo sự việc, ta liền có chút hiếu kỳ. Được rồi, ta hồi một chuyến Hạ gia. Đi lấy ít đồ. Diệp Thần buông lỏng tay, không có nhiều suy nghĩ gì. Cùng Hạ Nhược Tuyết sau khi đi, hắn vẫn là bấm Diệp Lăng Thiên điện thoại, hỏi một chút Hạ gia gần đây có xảy ra vấn đề gì hay không. Kết quả dĩ nhiên là không có. Diệp Thần vẫn là cảm giác không đúng, hắn từ luân hồi mộ địa lấy ra một quả mờ u rùa và đồng tiền. Đem đặt ở bàn uống trà nhỏ trên. Nhắm mắt lại,
ngón tay nhanh chóng bóp quyết. Trong miệng lại là không ngừng nhắc tới, vừa có ngông lòng, tức kinh kỳ thần, vừa kinh kỳ thần, tức chứ vạn vật, vừa chứ vạn vật, tức sinh tham cầu âm dương nghịch loạn, trần chuyện tất cả mở. Một giây kế tiếp, trên bàn uống trà đồng tiền lại tự động xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vậy mà u rùa cũng là được nào đó từ lực ảnh hưởng, không ngừng thay đổi phương vị. Vô số đạo ánh sáng màu vàng ở nơi này mấy vật bây giờ qua lại. Đây là hắn từ lão đầu nơi đó học được một đạo pháp thuật, mặc dù không cách nào khám xét mình vận mệnh. Nhưng là khám xét Hạ Nhược Tuyết vận mệnh dư sức có thừa. Ước chừng 10 giây, hết thảy đều ngừng lại. Diệp Thần mở mắt ra, cặp mắt bắn ra một đạo tinh quang, năm ngón tay vỗ vào bàn uống trà nhỏ trên. Mờ u rùa và đồng tiền không nhúc nhích tí nào. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn uống trà nhỏ trên thành giống như. Điềm đại hung. Huyết quang tai ương. Diệp Thần sắc mặt có chút khó khăn xem, lão đầu ban đầu sở dĩ để cho hắn trước bước vào Ninh Ba. Chính là vì ngăn cản Hạ Nhược Tuyết vậy tia máu quang tai ương. Huyết quang tai ương này đủ để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Mà duy nhất phá cuộc người, chính là hắn. Thiên đạo cũng không thể khống chế tồn tại. Hắn một mực lấy là ngày này muốn rất khuya mới đến, tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại gần đây. Bất quá xem quái tượng biểu hiện, hẳn không ở ngày hôm nay. Mặc dù như vậy, Diệp Thần cũng không dám xem thường, trực tiếp gọi điện thoại cho La Sát. Đem Hạ Nhược Tuyết tấm ảnh phát cho hắn, sau đó phân phó nói, coi như ngươi chết, cũng không thể để cho nàng ra một chút việc. Dạ, đại nhân. La Sát thực lực, cơ hồ nghiền ép tỉnh Chiết Giang phần lớn võ đạo cường giả. Có hắn bảo vệ, Hạ Nhược Tuyết dĩ nhiên là an toàn nhất. Cái này còn không đủ, tiếp theo mấy ngày, mình hết sức và Hạ Nhược Tuyết ngây ngô cùng nhau đi. Ngay tại Diệp Thần rơi vào trầm tư lúc đó, Lôi Thụ Vĩ điện thoại gọi lại. Hắn vốn cho là Lôi Thụ Vĩ là vì cục võ đạo Hoa Hạ sự việc tới, lại không nghĩ rằng, đối phương trực tiếp ném ra một cái trái bom nặng ký. Diệp Thiên Sinh, Hoa Hạ số một vị kia muốn gặp ngươi. Cái gì? Diệp Thần có chút giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Hoa Hạ số một vị kia. Đây chính là Hoa Hạ người nắm quyền cao nhất à. Mấu chốt vị kia cụ già thân chức vị cao, nắm trong tay Hoa Hạ hết thảy việc lớn. Như vậy Nhật Lý Vạn Cơ tồn tại, lại muốn gặp hắn. Diệp tiên sinh, có thời gian đi kinh thành sao? Số một đặc phái viên hẳn lập tức chạy tới ngươi truy đuổi. Lôi Thụ Vĩ nghiêm túc nói. Hắn không nhận là Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Dẫu sao đây đối với Diệp Thần mà nói là một cái thiên đại cơ hội. Mặc dù vị kia cụ già không nắm trong tay Hoa Hạ võ đạo giới, nhưng là chỉ cần võ đạo giới ở Hoa Hạ là lãnh vực bên trong. Vị cụ già này thì có quyền phát biểu tuyệt đối. Huống chi cụ già chuyên môn phái bên người đặc phái viên tới đón Diệp Thần, chính là muốn phóng thích một cái tín hiệu cho cục võ đạo Hoa Hạ. Người này là người hắn, người bất kỳ muốn động hắn, trước cân nhắc một chút mình. Ngươi giúp ta cảm ơn vị kia, ta gần đây có thể có chuyện, không cách nào rời đi tỉnh Chiết Giang. Diệp Thần nói. Nghe được cái này trả lời, Lôi Thụ Vĩ giật mình. Diệp Thần lại có thể cự tuyệt. Vẫn là cự tuyệt Hoa Hạ thủ trưởng số một đi kinh thành mời. Đây là điên rồi sao? Từ vị kia cụ già lên trước bắt đầu, liền không người nào dám cự tuyệt cái này mời. Cái này Diệp Thần là phải làm khoáng cổ người thứ nhất sao? Lôi Thụ Vĩ biết Diệp Thần cuồng ngông, cũng biết Diệp Thần có cuồng vọng vốn. Nhưng là ở đó vị thủ trưởng trước mặt hoàn toàn không cần phải như vậy à. Vị kia thủ trưởng là ở cứu hắn à. Đối thoại, nếu như dưới mắt, cục võ đạo Hoa Hạ và Diệp Thần tranh chấp trong, không có một vị cường giả kéo hắn một cái, Diệp Thần sẽ có nguy hiểm rất lớn à. Coi như Diệp Thần thực lực mạnh hơn nữa, coi như hắn đứng sau lưng thần bí kia La Sát. Cũng không dùng à. Phải biết, cục võ đạo Hoa Hạ ít nhất có hai vị cường giả, bước vào Hoa Hạ Tông Sư Bảng trước 10. Thậm chí có một vị vẫn còn ở Hoa Hạ Tông Sư Bảng trước 5. Thời khắc này Lôi Thụ Vĩ rất nhức đầu. Hắn muốn nói Diệp Thần, nhưng lại không dám nói. Diệp tiên sinh, cơ hội rất khó được, người đi kinh thành, cục võ đạo Hoa Hạ chí ít tạm thời không dám động ngươi, xin thâm tư. Lôi Thụ Vĩ khuyên nhủ. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần vẫn cự tuyệt, dưới mắt,
ta thật không có thời gian, ta cũng phải ở tỉnh Chiết Giang, ngày khác nếu như ta đạp ở kinh thành, ta sẽ đích thân hướng vị kia bồi tội. Đây là Diệp Thần thái độ. Nếu như ở số một vị kia và Hạ Nhược Tuyết trước mặt Dương, Diệp Thần sẽ không chút do dự Dương Hạ Nhược Tuyết. À, Lôi Thụ Vĩ không biết nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. 5 phút sau đó, điện thoại lại vang lên. Vẫn là Lôi Thụ Vĩ. Lôi Thụ Vĩ nói thẳng, Diệp tiên sinh, ta và vị kia câu thông qua, nếu không đi kinh thành, vậy hắn cũng không cách nào hướng cục võ đạo Hoa Hạ phóng thích tín hiệu. Sau này chuyện này, chỉ có thể do ngươi tự mình xử lý, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, lực một người đối kháng cục võ đạo Hoa Hạ, cơ hồ không thể nào. Mặc dù kinh thành là không đi được, nhưng là ngày hôm nay vẫn là phải gặp mặt, hắn có chút vấn đề muốn đích thân hỏi ngươi, còn nữa, xe thủ trưởng số một vốn là muốn đón ngươi trở lại kinh thành, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể trung hòa, ngươi tới một chuyến tỉnh Chiết Giang căn cứ, cũng có thể chứ. Nơi này có máy móc có thể cùng số một vị kia nói chuyện điện thoại Diệp tiên sinh, cái này cầu ngài đừng cự tuyệt, nếu không vị kia thật muốn nổi giận. Lôi Thụ Vĩ nói xong, không dám thở mạnh. Cái này Diệp tiên sinh, cái gì cũng dám làm à? Được. Cũng may, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cúp điện thoại, Diệp Thần đổi cả người quần áo, mới vừa xuống lầu, chuông cửa vang lên. Diệp Thần vốn cho là số một vị kia xe dành riêng cho, lại không nghĩ rằng, vẫn là Hàn gia tỷ đệ. Bất quá lần này, bọn họ bên người thêm mấy người. Xem ra dạy bảo còn chưa đủ. Diệp Thần trong mắt dâng lên một hồi lạnh lẽo. Hàn Diễm mở miệng nói, Diệp Thần, ta chỉ muốn ngươi ra tay một lần, bỏ mặc cái gì giá phải trả. Chúng ta luôn muốn và ngươi giữ quan hệ tốt đẹp, tại sao ngươi liền không muốn chứ, ta Hàn gia tựa hồ không dùng tội ngươi qua à. Hàn Minh cũng là nói, Diệp Thần, chúng ta vốn là không muốn cùng ngươi xích mích, nhưng là ngày hôm nay ngươi coi như không muốn đi, vậy phải đi, không thể do ngươi. Bên người ta vị này chính là kinh thành đảm nhiệm chức vụ trọng yếu Phan. Lời còn chưa nói hết, một chiếc xe trực tiếp chậm rãi lái vào biệt thự. Hàn gia mấy người vốn đang xem thường, khi thấy xe cùng với bảng số xe thời điểm. Mấy sắc mặt người hoàn toàn đại biến. Tái nhợt đến trình độ cao nhất. Hiệu xe này là xe thủ trưởng số 1 à? Làm sao sẽ xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang? Trời ạ! Hàn gia tỷ đệ phản ứng đầu tiên chính là xe bảng số giả. Bảng số giả nhưng mà tội lớn à. Bảng số giả số một vị kia xe càng là tử tội à. Không muốn sống nữa. Ngay tại lúc này, cửa xe mở ra, một cái tượng chàng trai đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, chào theo kiểu nhà binh, nói, Diệp tiên sinh, mời lên xe, thủ trưởng đã đang đợi ngài. Được. Diệp Thần không để ý đến mấy người kia, trực tiếp lên xe. Lần này, Hàn gia tỷ đệ cùng với mấy người còn lại cũng bối rối. Bảng số xe có thể làm giả. Người điều khiển chẳng lẽ cũng có thể làm giả à? Người đàn ông này chính là số một vị kia bên người tồn tại à? Mấu chốt câu nói mới vừa rồi kia rất rõ ràng, là lão thủ trưởng tự mình mời Diệp Thần. Quan hệ này quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, mấy người chỉ cảm thấy sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Bọn họ mới vừa rồi đắc tội Diệp Thần không thể nghi ngờ là tìm chết gà. Tỉnh Chiết Giang, Long Hồn căn cứ. Diệp Thần bị mang tới một nơi phòng họp. Phòng họp có một cái hình cái vòng màn ảnh, 7-8 cái đặc thù máy ở vận hành. Lôi Thụ Vĩ vậy ở bên trong. Lôi Thụ Vĩ thấy Diệp Thần, diễn cảm có chút phức tạp, đi lên, nhắc nhở, Diệp tiên sinh, chờ một hồi số một sẽ từ Trung Nam Hải bên kia đường nối tới đây. Còn hy vọng Diệp tiên sinh thu liễm một chút nóng này. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn mặc dù cuồng ngông, nhưng là không đại biểu hắn rốt nát. Không lâu lắm, màn ảnh tín hiệu lóe lên, một cái cụ già trực tiếp hình chiếu tới. Cụ già tóc có chút hoa râm, mặc trên người trước tây trang, nhìn như cường tráng, nhưng lại lộ vẻ được vẻ uể oải. Khi thấy Diệp Thần lúc đó, cụ già vậy con ngươi lóe ra một tia ánh sáng. Lôi Thụ Vĩ hướng video xí cụ già chào một cái quân lễ, liền hướng bên ngoài đi. Cửa đóng lại, chỉ còn lại Diệp Thần và vị này hoa hạ tay cầm cao cấp quyền thế cụ già. Không khí yên tĩnh. Cụ già cuối cùng mở miệng, Diệp Thần, đoạn này thời gian ta nghe được nhiều nhất tên chữ có lẽ chính là cái này hai chữ.
ngươi ngược lại là một cái rất ý tứ người tuổi trẻ. Biến mất 5 năm, sau khi trở về, lại giống như biến thành một người khác vậy, ta lấy là ngồi ở bây giờ trên vị trí này, hết thảy bí mật không che giấu, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy biến mất 5 năm giống như là một điều bí ẩn, ta có chút thời điểm sẽ muốn, là địa phương nào, hạng người gì, có thể sử dụng ngắn ngủn 5 năm, đem một cái tuyệt cảnh người, bồi dưỡng thành lớn mạnh như vậy võ đạo cường giả. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có thăm dò ngươi bí mật ý tưởng, chẳng qua là cảm khái. Ta thậm chí không cách nào chắc chắn, ngươi đối với Hoa Hạ mà nói, là cát, vẫn là hung. Cát ở ngươi là long hồn tổng giáo quan sao hạ có ngươi, bách chiến không sợ. Hung chính là bởi vì ngươi tính cách, ngươi cuồng ngông, thanh môn, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, ô gia, cục võ đạo Hoa Hạ lại tiếp theo, không biết ai sẽ gặp ương, ta thậm chí đang suy nghĩ, Hoa Hạ có thể hay không bị ngươi chọc phá trời. Xã hội trị an phải nên làm như thế nào phụ trách? Ngươi hơi một tí diệt môn, có thể hay không quá mức? Nhớ, chỉ cần ở Hoa Hạ, ngươi bất kỳ được là cũng biết bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, ngươi có thể gọi chi là Hoa Hạ thiên nhãn. Diệp Thần từ đầu tới cuối không nói gì. Đến cuối cùng, Diệp Thần chân thực không nhịn được, mở miệng nói, ngươi tới tìm ta, hẳn không phải là nói những chuyện này đi, nếu như trong lòng ngươi có nghi vấn. Trực tiếp và ta nói chính là, ta không sẽ cất giấu nghẹn. Ông già ngẩn ra, đột nhiên cười lên. Được, ta ngược lại có chút thích ngươi tính tình. Đã như vậy, ta cũng không nói nhảm, ta hỏi ngươi mấy chuyện. Thứ nhất, nước Nhật Võ Hoàng xã xảy ra chuyện, phải chăng và ngươi có liên quan? Theo ta nói biết, bên kia nhưng mà thảm án à, có vài người rất không cao hứng, tình hình rất nghiêm trọng. Diệp Thần không chút do dự nào. Nói, là ta làm. Thứ hai, Kitano có phải là không có chết, người hôm nay ở đài võ đạo đi cùng vị kia la sát, có phải hay không Kitano? Nói ra cái vấn đề này, ông già hiển nhiên có chút kích động. Cũng hoặc là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đoàn cố vấn đã đoán được la sát thân phận, nhưng là hắn cần một cái trả lời khẳng định. Diệp Thần vẫn nói. Nghe được cái này trả lời. Ông già ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật không bình tĩnh. Hai canh liên phát, chờ một hồi còn có. Ông già làm sao ổn định? Kitano lại thật tới TQ. Mấu chốt vẫn bị Diệp Thần dễ chạy. Hắn xem xí không phải Kitano võ đạo thực lực, mà là Kitano sức ảnh hưởng à. Kitano cơ hồ là quốc gia kia vô số dân chúng tín ngưỡng. Ở những dân chúng kia trong mắt, địa vị thậm chí so quốc gia kia thủ tướng cao hơn. Bây giờ cái này vô số người tín ngưỡng lại có thể tới Hoa Hạ cho một người thanh niên làm côn đồ, cái này nói ra đều không người sẽ tin. Hắn thân thể có chút run rẩy, nhưng là rất nhanh liền khôi phục một tia nghiêm túc nói, La Sát thật là Kitano. Làm sao có thể, hắn thực lực và phong cách, căn bản không có thể là người Hoa bán mạng. Diệp Thần ngồi ở vị trí, nhún vai một cái, đây là một cái sự thật, về phần tại sao. Ta không thể và ngươi nói người cũng chắc có thuộc về mình bí mật, không phải sao? Nghe được câu này, ông già gật đầu một cái, nói liên tục ba tốt, được. Ta còn muốn hỏi một chút, Kitano có thể hay không nghe theo ngươi ý kiến? Ta để cho hắn chết, hắn cũng phải chết. Diệp Thần lời nói ra kinh người nói. Lời này vừa nói ra, ông già ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Hoa Hạ và quốc gia kia gần đây ở một ít về vấn đề xuất hiện một ít không thể vác mâu thuẫn. Dưới mắt, Hoa Hạ muốn thành làm chủ động, Kitano là mấu chốt người. Diệp Thần, Kitano có thể hay không mượn Hoa Hạ dùng một chút? Ông già không che giấu chút nào mở miệng nói. Không thành vấn đề. Ông già trong lòng vui mừng, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục nói, nhưng là, ta có điều kiện. Diệp Thần biết đây là mình nhất cơ hội tốt. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc, phụ mẫu sống chết chi mê, kinh thành Long Gia tung tích. Hắn có thể không biết, nhưng là có một người nhất định biết. Đó chính là video cờ xí cụ già. Tay hắn bên trong nắm Hoa Hạ cao cấp quyền thế, hết thảy bí mật không che giấu. Cụ già tựa hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, người muốn biết Vân Hồ Sơn Trang sự việc đi. Diệp Thần gật đầu một cái. Con người cực kỳ ngưng trọng, ta không chỉ phải biết năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc, ta còn muốn biết kinh thành Long Gia kết quả ở nơi nào. Sát cơ lạnh như băng phóng thích mở.
Coi như cách video, Trung Nam Hải ông già cũng là làm ngẩn ra. Do dự mấy giây, ông già thở dài, lên tiếng, không phải ta không muốn nói cho ngươi, nhưng là ta hướng một người bảo đảm qua, không thể tiết lộ năm đó chuyện này. Nhìn như chỉ nho nhỏ phát sinh ở Ninh Ba, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, cái này nhưng dính dấp Hoa Hạ ba đại đỉnh cấp gia tộc, ba gia tộc bất kỳ một người nào đều không phải là bây giờ ngươi có thể dung chuyển, liền liền ta cũng muốn kiêng kỵ. Bọn họ đại biểu Hoa Hạ mạnh nhất ba đạo lực tính. Không cho phép nghi ngờ, nếu như cái này ba gia tộc tức giận, Hoa Hạ tương nghênh tới chấn động. Liền liền ngươi bây giờ đối mặt đồ vật khổng lồ cục võ đạo Hoa Hạ, ở nơi này ba gia tộc trước mặt, cũng không dám chút nào bất kính. Ngươi nếu như cảm thấy ta là cao cấp quyền thế liền sai hoàn toàn, sau mùa hè chân chính cao cấp quyền thế là cái này ba gia tộc. Ông già thanh âm như sấm ở vang lên bên tai. Diệp Thần trên mình vậy cuốn lên ngút trời sát ý. Một cổ vô hình lửa giận lại là bỗng nhiên tạo thành. Tựa hồ phát giác Diệp Thần lửa giận, lão giả nói, Diệp Thần, mặc dù không có thể nói cho ngươi năm đó Vân Hồ Sơn Trang hết thảy, nhưng là có một việc, đáng ngươi đáp ứng ta mới vừa rồi cái đó điều kiện. Cái gì? Diệp Thần trầm giọng nói. Ông già con ngươi đông lại một cái, đứng dậy, hai tay thừa dịp trước mặt bàn, gần từng chữ, ngươi phụ mẫu không có chết. Bành! Diệp Thần tim tựa như bị đạn đại bác đánh trúng. Cả người kích động đến trình độ cao nhất. Hắn hốc mắt ửng đỏ, trên người nổi gân xanh. Mặc dù hắn hiện đang điều tra hết thảy tin tức, biểu hiện ban đầu phụ mẫu chết có kỳ hoặc, thậm chí có thể làm việc trước, nhưng là nghe được trong video cụ già giọng khẳng định hắn thật không cách nào bình tĩnh. Bọn họ ở đâu? Diệp Thần kích động nói, mấy chữ này cơ hồ là hắn gầm hét lên. Ông già Duệ, chuyện này ta cũng không biết, vậy ba gia tộc sự việc, liền liền ta cũng đụng chạm không được, bất quá ngươi hẳn rất mau liền phải biết, đã có người tới chiết giang nhà ngươi. Ông già rất sợ Diệp Thần lại tiếp tục hỏi không nên hỏi sự việc, nhìn một chút tới giờ, ta lập tức phải bay đi nước, có một buổi họp, ngày hôm nay video liền tới nơi này, ta sẽ để cho chuyên gia tới đón giúp ngươi Kitano sự việc. Còn nữa, cho hai ngươi đề nghị. Thứ nhất, lòng cục võ đạo Hoa Hạ. Thứ hai, ở ngươi vây cánh không có đầy đặn trước, không muốn đụng chạm vậy ba gia tộc, dù sao cũng không muốn. Dứt lời, màn hình tắt. Diệp Thần trực tiếp rời đi Long Hồn căn cứ, không để cho Tiểu Đặng đi đưa. Hắn dương đi trở về đi. Hắn thời gian đầu tiên bấm Diệp Lăng Thiên điện thoại, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào, điều tra kinh thành cao cấp ba gia tộc lớn. Diệp Lăng Thiên rất nhanh liền đem một phần tư liệu sửa sang lại cho Diệp Thần. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, trong tài liệu căn bản không có vậy ba gia tộc. Hắn rất chắc chắn, một cái trong đó tất nhiên là mẫu thân sau lưng gia tộc, Giang gia. Giang Kiếm Phong là đầu mối duy nhất chỗ. Cái thứ hai chắc là Long gia chỗ ở gia tộc, hắn thậm chí liền họ cũng không biết. Còn như cái cuối cùng gia tộc, càng là thần bí. Hắn không nghĩ ra Vân Hồ Sơn Trang khâu nào sẽ dính dấp đến gia tộc này. Hoa Hạ ba đại đỉnh cấp gia tộc, ha ha, nếu như đổi thành người bình thường có thể cảm thấy ngươi cao không thể leo tới. Nhưng là ở ta Diệp Thần trong mắt, cái này Hoa Hạ thậm chí còn toàn bộ trái đất, hồi nào không phải nhỏ bé như ở trước mắt ai. Luân hồi mộ địa chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ngay tại Diệp Thần rơi vào trầm tư đang lúc, một đạo cường đại tiếng nổ vào tới. Chỉ gặp một chiếc màu đen Hammer đang nhanh chóng hướng hắn vào tới. Tốc độ chẳng những không có hạ xuống, phản mà không ngừng tăng tốc độ. Đã vượt qua 200 km/h. Diệp Thần con ngươi tản ra một tia lạnh ý, sát khí ngút trời. Rất hiển nhiên, có vài người ngồi không yên. Chớp mắt bây giờ, xe Hammer đã cấp tốc vào tới Diệp Thần trước mặt. Mắt xem thì phải đụng vào Diệp Thần đầu gối cong. Hai chân chân khí ngưng tụ. Thân thể tung người nhảy một cái. Đột nhiên bùng nổ. Thân thể trực tiếp cách mặt đất 5 mét cao. Ở xe Hammer cấp tốc xông ra nháy mắt, Diệp Thần bóng người tung tích, rơi vào xe Hammer nóc xe. Năm ngón tay lại là như cốt sắt vậy đập về phía nóc xe. Rột rột. Đốm lửa nhỏ lóe lên, trực tiếp xuyên thấu vậy một tầng nóc xe tấm thép. Ổn định thân hình. Nhưng là cái này xa xa không có kết thúc, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, sau đó tay cánh tay chân khí oanh tạc, chợt kéo một cái, trực tiếp xé.
bên trong xe có 5 người tức đều không yếu trong một người, thậm chí để cho Diệp Thần sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. 5 người hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần lại bá đạo như vậy, không do dự nữa, ý định giết người bùng nổ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay bắn ra một đạo đao gió, trực tiếp chém vào tài xế kia trên cổ. Tài xế làm kéo giết. Huyết dịch lại là tiệm nhiễm ở cửa sổ thủy tinh trên. Đồng thời, xe Hammer mất khống chế, hướng một nơi vách núi đánh tới. Bên trong xe còn dư lại 4 vị cường giả nhận ra được không đúng, thân thể lao ra xe Hammer, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp xe Hammer đã đụng vào vách núi trên, ngọn lửa bùng nổ. Mà trên mặt đất, 4 vị cường giả đã vững vàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Sát cơ lạnh như băng bắt đầu không ngừng lan tràn. Diệp Thần, vốn là muốn cho một mình ngươi thống khoái, nếu ngươi cự tuyệt, vậy thì xin lỗi, tiếp theo ngươi biết hưởng thụ đến hành hạ. Một đạo lạnh như băng hàn tiếng nói mang theo cuồn cuộn kình khí xuyên thấu tới. Ngày hôm nay đến cái này rồi, xuất sắc ngày mai tiếp tục tương đương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.